nhà họ Diệp ở Thượng Kinh. Hôn thư, cô là đến hủy hôn à? Tiên sinh hiểu lầm rồi, tôi không phải là người thiển cận như vậy. Ông nội từng nói, Giang Thành có chân long, mà người duy nhất có thể trấn áp được chân long chính là người liên hôn với nhà họ Tô. Bây giờ Tỏa Long tỉnh sụp đổ, rồng trở lại thành phố, chắc chắn mưa gió rầm rộ. Tôi đến Giang Thành đợi dòng dã 3 năm, chính là đang đợi ngày anh ly hôn. Xin tự giới thiệu, Diệp Khuynh Thành, ban đầu nhà họ Trần giúp anh định ra 4 hôn ước, mà tôi là một trong 4 người vợ chưa cưới của anh. Cô nhận nhầm người rồi. Trần Diệp tôi tự cho là người phàm, không phải là chân long mà cô nói. Có phải chân long hay không không quan trọng, nếu anh có can đảm, xin hãy vén tấm mạng che mặt của tôi lên. Dù thế nào đi chăng nữa thì hãy ở bên tôi, tôi sẽ đưa anh lên 9 tầng mây. Đương nhiên, đối với anh mà nói, đây là một vụ cá cược lớn. Cô Diệp, Trần Diệp tôi, tuy tôi không phải là nhân vật lớn gì, nhưng tôi có đủ can đảm dùng cả đời tôi để đánh cược. 3 ngày, cho tôi 3 ngày. 3 năm còn đợi được, 3 ngày sợ gì chứ? Được. Như một món quà đính hôn của tôi sẽ ra tay giúp anh vô điều kiện, một lần, dù là bất cứ chuyện gì, miễn là ở Giang Thành, Diệp Khuynh Thành tôi đều có thể làm được. Mộc Thu, con về rồi. Bọn họ không làm gì con chứ? Không sao đâu mẹ. Khoảng thời gian này, Trần Diệp có từng hỏi về tình hình của con không? Hỏi á? Không có. Nhưng lại hỏi mẹ có tin tức gì về sinh hoạt phí tháng này của cậu ta không? À đúng rồi, tập đoàn Hán Giang lấy danh nghĩa của con đầu tư vào nhà họ Tô chục tỷ, 3 ngày sau sẽ tổ chức tiệc cho con. Không chỉ như thế, Vân Tuyết Sơn Trang khởi động lại. Đệ nhất các Vân Tuyết Sơn Trang, dưới 1 người, trên vạn người. Nghe nói, Vân Tuyết Sơn Trang này là Thiên Đao Ngô Vương. Đợi đã. Chẳng lẽ, tất cả những chuyện này đều có liên quan đến anh ấy? Cứu con trước, sau đó lại đầu tư chục tỷ vào nhà họ Tô. Chuẩn bị quà cho tôi. Gì cơ, chuẩn bị thứ này? Thiên Đao cao cao tại thượng, tất nhiên là bất phàm, nhưng chỉ cần là đàn ông, chắc chắn không thể từ chối được. 3 ngày sau, cơ thể của mình sẽ là lời cảm ơn tốt nhất dành cho anh ấy. Hoàn toàn dựa vào cô đấy. 3 năm, Tô Mộc Thu. 3 năm này, tôi dùng thân phận một người bình thường chung sống với cô, vì để ngăn nhà họ Tô sụp đổ, vì để thân phận của cô nhanh chóng đuổi kịp tôi. Thậm chí tôi còn không tiếc dùng tài nguyên của Vân Tuyết Sơn Trang. 3 năm trao nhầm, hôm nay kết thúc rồi. Tôi chỉ quay về lấy vài bộ quần áo, không cần phải kiểm tra đâu. Đương nhiên là em tin anh. Thật ra em vẫn luôn thích anh, nhưng vì anh và Tô Tổng là vợ chồng nên mới không dám bày tỏ. Xin cô tự trọng, Tô Mộc Thu người phụ nữ đó đánh mất anh, đó là do cô ta không mắt nhìn. Còn em cùng anh lại vừa vặn. Làm gì đó, bây giờ chủ của cô còn chẳng xứng với tôi, chắc cô sẽ không nghĩ tôi có thể coi trọng một con chó được nuôi trong nhà à. Anh Trần Diệp, anh làm gì thế hả? Tôi, chúng ta vừa mới ly hôn. Tô Mộc Thu, chắc cô sẽ không nghĩ tôi là loại người như cô chứ. Tô Tổng, may mà cô đến kịp, nếu không là tôi sẽ bị tên khốn này cưỡng hiếp rồi. Cô, Trần Diệp, 3 năm này đúng là tôi không cho anh đụng vào người tôi, nhưng anh cũng không cần phải làm như thế chứ. Tôi như thế, con mắt nào của cô nhìn thấy tôi như thế? Tôi chỉ quay về dọn đồ đạc thì bị cô ta bám lấy, còn Tô Tổng tình nguyện tin lời nói một phía của cô ta mà lại không chịu tin lời thề non hẹn biển. Duyên phận 3 năm trung trinh không đổi, mà tôi với cô đã định ra trước cửa cục dân chính 3 năm trước, bây giờ còn không bằng một tiếng chó sủa. Nóng quá Tô Tổng, anh ta hạ thuốc trong nước uống. Tô Tổng, tôi ở nhà họ Tô tận tụy nhiều năm, cô phải làm chủ cho tôi. Trần Diệp, anh còn muốn giải thích gì nữa không? Giải thích à? Không cần phải giải thích, muốn buộc tội, không cần phải lo lắng, anh đúng là khiến tôi thực sự quá thất vọng. Tôi vốn còn nghĩ, cho dù ly hôn cũng có thể làm bạn, không ngờ chỉ mới có 1 ngày, răng nanh của anh đã lộ ra rồi. Trần Diệp, anh có ý đồ xâm hại Tiểu Mễ, ly hôn tài sản của nhà họ Tô, đừng hòng mơ đến một xu. Hóa ra đây mới là mục đích thật sự của các người à? Đáng tiếc, các người nhìn nhầm rồi. Ban đầu Giang Thành 3000 dòng sông, Trần Diệp tôi chỉ múc 1 gáo duy nhất, còn bây giờ, dù nhà họ Tô có tài sản hàng tỷ, Trần Diệp tôi cũng không lấy cách nào, chứ đừng nói, nhà họ Tô các người chỉ là một gia tộc nhỏ, đến bước đường cùng ở Giang Thành chỉ là đống đổ nát. 3 năm trước phải quỳ xuống, xin các đại gia tộc hợp tác. Tô Mộc Thu, mấy năm nay, nếu không có tôi sau lưng cô, vẫn luôn ủng hộ các người, thì nhà họ Tô các người đừng nói là ăn cơm trên bàn, ngay cả trước mặt đại gia tộc cũng không có tư cách xin miếng cơm nữa. Kiêu căng ngạo mạn, tự kiêu, coi trời bằng vung, rêu rao hống hách. 3 năm qua, mọi ảo tưởng phi thực tế của anh cứ mặc sức tưởng tượng, bây giờ nên tỉnh lại rồi. Không có tôi, không có nhà họ Tô, anh chẳng qua chỉ là một gã hề nhảy nhót mà thôi. Tô Tổng, thỏa thuận ly hôn không cần đợi 3 ngày sau đâu, hôm nay tôi sẽ ký tên để cô tưởng rằng thỏa thuận trói buộc thiên nga trắng. Tôi cũng khuyên Tô Tổng tốt nhất nên đi soi gương đi, xem không có tôi xiềng xích chướng mắt này, liệu Tô Tổng có thành thiên nga trắng bay vút lên 9 tầng trời không. Tô Tổng, cô đừng hối hận, tôi nói thật cho cô biết. Tập đoàn Hán Giang đầu tư chục tỷ vào Tô Mộc Thu. 3 ngày sau, cô ấy sẽ là thiên nga vỗ cánh, bay vút qua 9 tầng trời. Còn mày, chính là con ếch ngồi đáy giếng, đánh mất con cá lớn mà mọi người nói. Cảnh sắc vô tận trên đỉnh trời,
không phải là thứ dưới cống mương chỉ biết uống trà cho chó ăn. Như mày có thể tưởng tượng ra được, khung cảnh trên trời cao được mở ra vì đại nhân phía sau thiên đao, mà thiên đao đại nhân mở tiệc chiêu đãi cả thành phố, trăm đại gia tộc cùng tham gia. Lại người giống như mày, tao có nói nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng gì. Tô tổng, khuyên cô thêm một câu, không có tôi, cô tốt nhất đừng tham gia đại hội của Vân Tuyết Sơn Trang, nếu không sẽ thành trò cười nghìn năm đấy. Đủ rồi, cầm lấy 500 vạn này đi, rời khỏi nhà họ Tô, từ nay tôi và anh mỗi người mỗi nơi, cắt đứt tất cả. Đừng nói là 500 vạn, cho dù nhà họ Tô các cô, cho dù toàn bộ Giang Thành, tôi hoàn toàn không thèm. 3 ngày sau, lau sạch mắt của cô, nhìn cho rõ vào người đàn ông trong mắt cô, bị người ở đẳng cấp cao mà cô lấy lòng thần phục như thế nào. Từ nay về sau, cô và tôi ân đoạn nghĩa tuyệt, hoàn toàn cắt đứt. Ngô Vương đã đến trước, vào dự tiệc rồi, đang ở sảnh bên. Ngô Vương, Vân Tuyết Sơn Trang khởi động lại, Tô Mộc Thu đặc biệt đến gửi quà chúc mừng. Quà gì? Ngô Vương, món quà này chỉ có một mình ngài mới có tư cách xem, xin ngài cho những người khác lui xuống. Bây giờ cô có thể mở quà của cô rồi, món quà tốt nhất trong toàn bộ Giang Thành chính là cơ thể của tôi. Cảm ơn Ngô Vương đã cứu tôi ngày đó. Ngô Vương cố ý đầu tư hàng chục tỷ vào nhà họ Tô, còn khởi động lại Vân Tuyết Sơn Trang vào ngày sinh nhật tôi. Tâm ý của ngài, Tô Mộc Thu biết rõ. Sau bữa tiệc, chỉ cần mở chìa khóa cơ thể của Tô Mộc Thu, mà món quà tuyệt vời nhất Giang Thành chính là cơ thể của tôi. Tô Mộc Thu à, Tô Mộc Thu, nếu như cô phát hiện ra người mà cô cởi sạch quần áo để lấy lòng chính là người mà cô nhất quyết phải ly hôn thì sẽ như thế nào? Được. Tạ ơn Ngô Vương. Tại sao ngài không nói với Tô Mộc Thu, ngài chính là người chồng mà cô ta khinh thường, cô ta thích. Ngô Vương quản lý thiên hạ, một chọi 100, mà không phải trái tim chân thành suốt 3 năm của tôi. Đợi bữa tiệc bắt đầu, tôi sẽ đích thân trả lại chiếc thẻ này cho cô ta, cùng với tất cả sự kiêu ngạo của cô ta trước mặt tôi, cùng với lựa chọn sai lầm 3 năm này của tôi, còn có sự tôn kính của các gia tộc đối với nhà họ Tô, cùng trả lại hết. Không ngờ Tô tổng lại là người nhận được thiệp mời số 1. Sau khi Vân Tuyết Sơn Trang mở cửa, Tô tổng sau này qua lại nhiều hơn nhé. Tô tổng có biết lần này tập đoàn Hán Giang đầu tư vào nhà họ Tô cũng có liên quan đến Vân Tuyết Sơn Trang chúng tôi không? Mộc Thu tất nhiên là biết. Tống Hán Giang của tập đoàn Hán Giang này tuy là người giàu nhất thành phố, nhưng lại có quan hệ tốt với ông cụ Lưu nhà chúng tôi. Vân Tuyết Sơn Trang này là mở ra vì Thiên Đao. Thiên Đao mất tích 3 năm, Vân Tuyết Sơn Trang đóng cửa 3 năm. Ý của anh là khoản đầu tư của tập đoàn Hán Giang có liên quan đến Thiên Đao? Tất nhiên rồi, ở Giang Thành Tống Hán Giang chưa từng có bất cứ liên lạc nào với Tô Mộc Thu, nhưng mà các vị, mọi người nghĩ mà xem, nhìn toàn cảnh Giang Thành, có mấy người dám ra lệnh cho Tống Hán Giang? Ở Giang Thành Tống Hán Giang, dưới 1 người, trên vạn người, e là duy nhất chỉ có những người trong Vân Tuyết Sơn Trang. Ai à, các vị, tên phế vật số 1 Giang Thành đến rồi. Trần Diệp, anh có biết đây là chỗ nào không hả? Ai cho anh đến? Tại sao tôi không được đến? Quyền quý toàn thành phố, cả trăm gia tộc đều vì tôi mà đến. Hôm nay nếu tôi không đến, bọn họ e là ngay cả tư cách thơm lây cũng không có. Hôm nay hàng trăm gia tộc lớn ở Giang Thành tụ tập lại chỉ vì một người, không có cái bóng của nhà họ Tô. Ngay cả ăn bữa cơm mà anh còn khó khăn, đi ngay. Hóa ra trong mắt Tô tổng tôi lại quá quắt như thế. Không phải mày quá quắt, mà là bất kỳ ai ngồi ở đây ngày hôm nay đều có thân phận cao hơn mày. Một thằng ở rể như mày làm bẩn mắt, nói chuyện chỉ thấy buồn nôn, còn không mau cút đi. Chẳng lẽ một miếng cứt chuột mà cũng đòi có một nồi canh ngon ở Giang Thành à? Cả trăm gia tộc tập đoàn Hán Giang đặc biệt chuẩn bị lễ rút kiếm để chào đón nhân vật lớn đó, để chào đón thời đại hưng thịnh của tập đoàn Hán Giang. Một khi đại nhân vật đó xuất hiện, một khi buổi lễ bắt đầu, thì không dung nạp được vật phàm. Làm sao mà cô biết tôi là vật phàm chứ? Cô từ đâu mà biết? Bọn họ bất phàm, không thể không thừa nhận, đúng là chuẩn bị rất chu đáo. Thạch Trung Kiếm rút ra vì chính nghĩa thiên hạ, nhưng tôi không thích hào nhoáng bên ngoài. Bỏ đi, mày điên à? Nơi này có chỗ cho mày nói chắc. Trên thanh kiếm này còn có tên của trăm gia tộc, là tâm huyết của trăm gia tộc. Trên chiếc bàn vuông này tập hợp họ của hàng trăm gia tộc, ngay cả tấm thảm này cũng trải chút kỹ càng mấy chục lần. Ngay cả tư cách đứng ở đây mà mày còn không có. Nhưng mà nể mặt Tô Mộc Thu, bây giờ cút ngay, cả trăm gia tộc không ai truy cứu trách nhiệm của mày. Lưu Đông phải không? Ở Giang Thành có cả trăm gia tộc kiểm soát mọi huyết mạch kinh tế của Giang Thành. Trong hàng trăm gia tộc, đông tây nam bắc mỗi một gia tộc nổi tiếng nhất là nhà họ Lưu ở Bắc Thành. Lưu Đông, biết đến tên tao mà còn không mau cút đi? Với chút thực lực của nhà họ Lưu, tôi khuyên anh hãy hạ mình xuống, cẩn trọng lời nói hành động. Ao ở đây quá lớn, đẳng cấp của anh quá thấp. Từ giờ trở đi, anh không có tư cách nói chuyện với tôi. Mày, bữa tiệc hôm nay là đại nhân vật đó mở ra để chào đón Tô Mộc Thu. Nếu mày đã chỉ là một con ruồi không muốn tự mình bay, vậy thì đừng trách chúng tao không khách sáo với mày. Hóa ra người mà Tô tổng thích là người tuyệt vời như vậy. Thảo nào Tô tổng lại vội vã muốn ly hôn với tôi. Hừ, tự mình không có bản lĩnh thì trách ai?
Triệu Thăng Thiên ở Đông Thành, làm giàu từ công nghiệp nhựa, chuyển sang bất động sản. 20 năm qua, lũng đoạn bất động sản toàn bộ Đông Thành, là nhà phát triển nhà ở khuôn viên lớn nhất ở tỉnh Tây Nam, được gọi là phòng vương Triệu Thăng Thiên. Ha ha ha. Coi như cậu thức thời, ông giống Lưu Đông bọn họ, địa vị không cao, trình độ khác biệt, không biết độ nông sâu của Vân Tiết Sơn Trang này, đồng thời không đủ tư cách để nói chuyện với tôi, hỗn xược. Như cậu nói, thì nhà họ Hoàng cũng không có tư cách nói chuyện với cậu. Nhà họ Hoàng, thế hệ cũ sông sáo đến Quảng Đông để lại cơ nghiệp, từng là hào môn số 1 Giang Thành, bây giờ gia nghiệp lụi tàn, thiên hạ rộng lớn, nếu tôi là ông thì sẽ tự mình biết mình, tùy tiện tìm một nơi, mau chóng chui vào. Trần Diệp, anh chơi đủ chưa hả? Tôi biết là anh vì hận tôi nên mới đến làm loạn, nhưng tất cả những người ở đây đều không chào đón anh, có vẻ niềm vui mới của Tô tổng sắp đến, nếu đã biết vậy thì đừng ở đây tự rước lấy nhục nữa. Tô Mộc Thu, 3 năm này có phải tôi đã nâng cô lên tận trời không, để bây giờ cô hoàn toàn không hiểu vị trí của mình. Hôm nay có một chuyện tôi muốn nói với cô, nói cho rõ ràng, nói xong thì cút. Hôm nay Vân Tiết Sơn Trang, chỉ cần tôi không chào đón cô, thì cho dù bốn đại gia tộc chào đón cô, cho dù cả danh thành chào đón cô, cho dù cả thế giới chào đón cô, thì đều không có tác dụng. Chỉ cần một câu không thích của tôi, cho dù các người có chu đáo cỡ nào, kiếm có làm tinh xảo đến bao nhiêu, có đánh bóng cỡ nào cũng không có tác dụng. Chỉ cần tôi không rút nó ra, cô và tất cả mọi người đều là đám người ô hợp. Trần Diệp, anh đủ rồi đấy, anh đúng là khiến tôi thất vọng vô cùng. Tôi còn tưởng tôi ly hôn với anh, ít nhất anh sẽ tỉnh táo tự suy ngẫm, biết xấu hổ, biết tích lũy bản lĩnh. Bây giờ xem ra bùn vẫn mãi là bùn, không bám lên được tường. Tôi cảm thấy phát ốm vì cái nhìn nghiêm túc mà tôi nhìn anh 3 năm trước. Càn khôn chưa định, cô và tôi đều là hắc mã, là ai không xứng, kết luận vẫn còn quá sớm. Thứ hèn hạ, đây là chỗ nào mà mày cũng dám đến gần? Lễ rút kiếm của Vân Tiết Sơn Trang, hay đúng hơn là các người tiếp thu ý kiến, quỳ bái tập thể trước thế lực phía sau Vân Tiết Sơn Trang, quỳ xuống nịnh nọt người đó. Biết rồi mà mày còn chưa đi à? Thứ khốn nạn này, thật sự muốn rút kiếm. Tô tổng, thì bây giờ cô là tâm phúc của tập đoàn Hán Giang, nhưng lễ rút kiếm này là tập đoàn Hán Giang chuẩn bị cho đại nhân vật đó. Thanh kiếm này bao gồm vận mệnh của cả trăm gia tộc ở Giang Thành. Thanh kiếm này không có vinh quang muôn đời thì không được rút, không được ghi danh lịch sử thì không thể rút. Tô tổng, không phải Cửu Thiên Long không thể rút, thanh kiếm này không phải trên vạn người thì không thể rút. Thanh kiếm này là tương lai của toàn bộ Giang Thành, là sự công nhận của đại nhân vật đó với trăm gia tộc Giang Thành chúng ta. Tôi hiểu rồi, không phải tôi thì không thể rút. Hả? Anh làm loạn đủ chưa hả? Tôi làm loạn ấy hả? Nơi này là Vân Tiết Sơn Trang, là toàn bộ Vân Tiết Sơn Trang mở ra vì tôi rút kiếm là sự thương xót lớn nhất cho tấm lòng hành hương của các người. Tôi thể hiện ra vinh quang muôn đời là tôi, đứng trên đỉnh Giang Châu cũng là tôi. Tô tổng, hóa ra tên ở rể phế vật nhà cô lợi hại như vậy. Tôi thừa nhận Giang Thành ngoại hồ Tàng Long không coi trọng người cả trăm gia tộc chúng tôi là chuyện thường tình, nhưng dám coi thường người của trăm gia tộc chúng tôi cùng một lúc, cậu vẫn là người đầu tiên đấy. Tô tổng, nếu cậu ta rút kiếm thì sẽ có hậu quả gì đây? Cô phải cân nhắc kỹ, đừng nói là bốn đại gia tộc, ngay cả Tống Hán Giang có đến, anh ta cũng không dám nói có thể rút kiếm. Trần Diệp, coi như nể tình nghĩa vợ chồng 3 năm của chúng ta, anh rời khỏi đây đi, coi như tôi xin anh đấy. Thứ phế vật này, mày muốn làm gì? Anh ta sẽ không thực sự rút kiếm đấy chứ? Đó là kiếm của trăm nhà đấy, giống như vảy ngược của rồng, chạm vào là chết chắc. Kiếm của Thiên Đao Vương bị cái tên này làm bẩn rồi, làm nhục Ngô Vương, đáng chết. Tô Mộc Thu, mở to mắt của cô ra, nhìn cho kỹ, hôm nay cô đã cho lại người nào bước vào đây? Buổi lễ Vân Tiết Sơn Trang khởi động đang tốt đẹp, bữa tiệc Ngô Vương đang tốt đẹp, lại bị cô biến thành như thế này. Anh buông tay ra, bội kiếm của Ngô Vương là thứ mà anh có thể đụng vào à? Một thanh kiếm nát mà thôi, có gì mà không thể đụng? Đây là bội kiếm của Ngô Vương, tắm máu nghìn dặm bảo vệ quốc gia, gió lạnh thổi về phương bắc, một mình ngài ấy trấn thủ, chiến công vô song, quốc chủ ban kiếm. 3 năm trước, Ngô Vương phong ấn kiếm, rời khỏi Thiên Đao, thanh kiếm này được sinh ra trong máu, cần hàng trăm người để hiến tế thanh kiếm, nếu kiếm rút ra chắc chắn sẽ máu chảy thành sông. Anh có thể không biết gì, nhưng không thể không biết sợ. Hóa ra là thần kiếm hộ quốc à? Nghe nói, thần kiếm hộ quốc chỉ có Thiên Đao mới có thể rút ra. Anh biết thì tốt, nếu đã như vậy, tôi không chỉ phải đụng vào, mà còn phải kéo nó ra. Anh đủ rồi đấy. Thần kiếm hộ quốc từng được rèn rũa trong máu Bắc Cảnh, quốc chủ đích thân ban tặng, duy chỉ có Ngô Vương mới có thể rút ra. Hôm nay tôi sẽ cho các người xem, đôi tay này của tôi có đủ sức mạnh để quyền khuynh thiên hạ không? Có đủ khả năng rút thanh thần kiếm hộ quốc này hay không? Để Tô Mộc Thu cô nhìn cho rõ, đôi bàn tay đã từng khoác váy cưới cho cô, có phải là bàn tay một tay che trời ở đại hạ hay không? Xong rồi, người đàn ông này rút được kiếm bách ra rồi, đến lúc đó Thiên Đao trách tội xuống, chúng ta phải làm sao? Trần Diệp, anh có biết anh làm như thế sẽ hại chết nhà họ Tô không? Anh và tôi ly hôn, anh muốn trả thù, có thể nhắm vào tôi, sống chết sợ hãi. Tô Mộc Thu, tôi tình nguyện trả nợ, nhưng anh như thế này, thật sự khiến tôi thấy buồn nôn. Lễ rút kiếm này là nghi thức có quy cách cao cấp nhất đại hạ, là buổi lễ được chuẩn bị cho Thiên Đao Ngô Vương, cho dù anh có bản lĩnh lớn đến mấy, cũng không nên lè thiên hạ. Trong dịp như này, nếu để Ngô Vương biết, tất cả mọi người ở đây đều không thoát được, như này không phải là vừa hay thỏa mãn mong đợi của mấy người à? Tô Mộc Thu, Ngô Vương của cô, người thì đã đến rồi, nhưng tâm thì không. To gan thật, ngay cả Ngô Vương cũng dám giả mạo cậu ta rút kiếm của Ngô Vương, tội chết. Quỳ xuống, cô nói cái gì? Bây giờ anh quỳ xuống xin lỗi tất cả gia tộc, sau đó để tôi đặt thanh kiếm về, có lẽ còn có cơ hội cứu anh, cứu tôi ấy hả? Cô cũng xứng à? Anh
Tôi từng mỉm cười nhìn Hồng Trần, hỏi thế gian tình ái là gì? Nhưng cô, Tô tổng tốt của tôi ơi, để tôi nhìn rõ ly rượu này, cốc này kính quyền quý, trước khi hiểu lễ, tốt nhất các người nên hỏi cho rõ, rượu trong miệng mấy người, rốt cuộc là ai ban ân, tốt nhất là hỏi cho rõ vào, các người có tư cách khiến tôi hiểu lễ hay không? Tô Mộc Thu, tôi có lòng tốt giúp cô chuyện làm trung gian, nhưng nào ngờ, nhà họ Tô các người lại nuôi một kẻ đi ngược lại đạo trời, là kiến nhưng lại sỉ nhục voi, đại nạn của nhà họ Tô, không ai cứu được, Thiên Đao Ngô Vương có thân phận gì? Nếu ngài ấy biết chuyện này, nhà họ Tô sẽ chết, chỉ có anh mới giúp được em thôi. Cách thì cũng không phải là không có. Nhưng mà, dù phải trả giá nào, em đều có thể bỏ ra được. Được được. Tôi quen biết Thiên Đao Ngô Vương, Ngô Vương sát phạt quyết đoán thủ đoạn độc ác, trong mắt cường giả không dung nạp được hạt cát nào. Nếu trước khi Ngô Vương đến, anh ta có thể quỳ xuống xin lỗi rồi tự vẫn, thì còn có cơ hội chuyển mình, đã nghe thấy chưa? Tôi chỉ có thể giúp anh được đến chừng đó thôi, nếu anh vẫn không nghe khuyên, thì tôi thật sự bó tay rồi. Tô tổng đang giúp tôi, hay là đang giúp tương lai của cô và nhà họ Tô thế? Đôi chân này của tôi luôn đứng thẳng, tôi cũng từng tưởng tượng có một ngày sẽ quỳ trước kẻ quyền quý. Đáng tiếc ở Giang Thành này, lửa quá nhỏ không đốt được tôi. Tôi hơi cúi người, bọn họ sẽ run rẩy, bọn họ có tư cách gì mà yêu cầu tôi xin lỗi? Triệu Thăng Thiên Đông Thành có tư cách không? Anh không có. Vậy cộng thêm Tây Thành, Hoàng Minh Hạo có đủ tư cách không? Thêm một sợi lông tơ hồng mà thôi, sao có thể lay động được Thái Sơn? Cộng thêm Hầu Nguyệt Giang ở Nam Thành, nếu nhà họ Tô không đồng ý thì sẽ vĩnh viễn là kẻ thù, vĩnh viễn là kẻ thù. Trần Diệp, anh đã nhìn thấy chưa? Đắc tội tứ đại gia tộc vô số lần, hết rồi à? Trăm gia tộc mà chỉ có 4 người trong số đó đứng ra, thấp cổ bé học, hoàn toàn không xứng để tôi liếc nhìn lần nữa. Đương nhiên, nhà họ Lý ở Giang Thành, nhà họ Triệu ở Giang Thành, nhà họ Vương ở Giang Thành, nhà họ Châu ở Giang Thành, nhà họ Chu ở Giang Thành, nhà họ Thượng Quan ở Giang Thành, nhà họ Liễu ở Giang Thành, nhà họ Vạn ở Giang Thành, nhà họ Ngô ở Giang Thành, nhà họ Tiền ở Giang Thành, đã nhìn thấy chưa? Mọi người chung chí hướng, trăm gia tộc ở Giang Thành chia thành nhiều tầng lớp xã hội khác nhau, chưa bao giờ thống nhất. Hôm nay, trăm gia tộc liên minh để nhà họ Tô tôi xin lỗi, chẳng lẽ vẫn đủ cho anh liếc nhìn một cái à? Chỉ cần anh quỳ xuống xin lỗi, bọn họ có thể đồng ý cho tôi bắt đầu lại lễ rút kiếm, là cơ hội của anh, cũng là cơ hội duy nhất của nhà họ Tô. Miễn cưỡng đủ để tôi nhìn một cái, nhưng cũng chỉ là nhìn một cái thôi. Bảo tôi quỳ xuống xin lỗi, bọn họ vẫn chưa đủ tư cách. Hôm nay tôi rút kiếm là vinh dự của các người, đã đến lúc này rồi mà anh vẫn ngang ngạnh. 3 năm trước anh bề ngoài vàng ngọc bên trong rẻ rách, 3 năm sau toàn thân thối nát. Có lẽ Tô tổng bận rộn cả ngày lẫn đêm, vẫn thực sự không thể hiểu được. Đừng nói là bọn họ không đủ tư cách, hôm nay dù Tống Hán Giang đến cũng vẫn không có tư cách, bởi vì tôi chính là Ngô Vương mà ngày đêm cô nghĩ đến. Có lẽ tôi chọn rời xa anh là sự lựa chọn đúng đắn nhất trong cuộc đời tôi. Trăm đại gia tộc liên minh, anh dùng cái gì để chống lại? Dùng cái gì à? Dùng sự kiêu ngạo không ai bì nổi của cô. Hôm nay trăm gia tộc tụ họp, chẳng phải các người chỉ là muốn chèn ép tôi, dẫm lên tôi à? Trăm gia tộc liên minh, các người đang tuyên bố địa vị của mình ở Giang Thành, muốn trải nghiệm cảm giác thích thú khi dẫm người khác xuống đất. Nếu là người bình thường, có lẽ bây giờ bọn họ đã bị các người dẫm đạp, không thể thở, mắt không thể mở, run rẩy không thể, khiến các người cảm thấy sảng khoái. Đáng tiếc các người dẫm nhầm người rồi. Trăm gia tộc thì sao? Trăm gia tộc trong mắt tôi không xứng một cắc. Chân Long rời biển, Kỳ Lân ngẩng đầu, há có thể để các người mạo phạm. Tầm nhìn hạn hẹp ếch ngồi đáy giếng, nhận ơn biển núi không biết trả ơn, chỉ trăm gia tộc liên minh mà thôi, dùng sức nhỏ bé như kiến mà đòi lay chuyển nhật nguyệt, đến con giun đất mà cũng dám dùng cây lớn. Các người có biết ngài ấy là ai không? Cái hộp này sao lại ở trong tay anh? Anh và Ngô Vương có quan hệ gì? Quan hệ gì à? Đám người xấu xa các người vẫn không biết, người mà cô vừa đắc tội chính là Ngô Vương. Tô tổng, nhẫn nại của chúng tôi có hạn, đợi Ngô Vương đến, cái thứ cứ chuột này vẫn còn đó, e là lâu đài nhà họ Tô sẽ sụp đổ. Chiếc hộp từ đâu mà có? Vừa nãy Tô tổng cầu xin tôi ở sảnh bên như thế nào? Cái hộp này tôi nhận như thế đấy. Không thể nào, chiếc hộp này tôi chỉ đưa tặng cho Ngô Vương, có phải là chiếc hộp của Ngô Vương hay không? Tô tổng nhìn là biết mà. Người đâu, ra tay, ai dám, dựa vào đâu mà không dám, dựa vào bây giờ, người ngồi ở đây, từng vượt mọi chông gai, làn da của ngài ấy, từng tắm máu kẻ địch, anh là cái thá gì, này. À không, người đẹp, tôi không nghe lầm đấy chứ, cô trông, cũng khá xinh đẹp. Nhưng mà đầu óc, có phải có vấn đề không thế? Ồn ào, trước khi Tống Hán Giang đến, tôi muốn được yên tĩnh, thuộc hạ đã hiểu, thuộc hạ, sẽ cắt lưỡi anh ta. Cắt lưỡi tôi ấy hả? Cả Giang Thành này thì không phải thiên hạ của một mình tôi, đừng nói Tống Hán Giang, ngay cả thành chủ của anh ta cũng không dám đụng vào tôi tí nào. Thành chủ Giang Thành không đụng được anh, chứng minh anh ta vô dụng. Thông báo cho thành chủ Giang Thành, mương ngầm ở Giang Thành quá thối. Sau hôm nay, thay chủ, đã hiểu. Giang Thành thay chủ, Trần Diệp, thế mà mày cũng tưởng tượng ra được à? Trần Diệp, anh làm loạn đủ chưa? Tô Mộc Thu, 20 năm trước, tôi từng vì bố thí cho cô một lần mà sống tạm bợ trong thời loạn lạc, vì một lần bố thí cho cô mà đại hạ mở rộng lãnh thổ. 3 năm trước, tôi vì để có được thân phận của một người bình thường, để ở bên cô mà từ bỏ danh dự tối cao. 3 năm trước, vì cứu cô mà dùng lại thiên đao. Còn cô, từ bỏ vinh quang tối cao, đáng lẽ thuộc về cô. Một bước tới thiên đường, một bước xuống địa ngục, một bước này là cô tự mình bước sai. Đã đến lúc này rồi mà anh vẫn còn giả vờ. Tại sao tôi phải ly hôn với anh? Anh vẫn còn chưa hiểu à? 3 năm qua, anh chỉ không ngừng khiến tôi thất vọng, mà hôm nay anh khiến tôi thấy tuyệt vọng. Tôi đã tận lực giúp anh rồi. Thanh kiếm vừa nãy anh rút không phải thanh kiếm bình thường, anh rút ra uy nghiêm của Ngô Vương, người mà anh đắc tội không phải Lưu Đông. Còn kết cục hôm nay của anh, trăm gia tộc Giang Thành
bắt đầu từ bây giờ, Trăm gia tộc Giang Thành không thiếu gia tộc nào. Lập tức thông báo ngay cho Tống Hán Giang, để Lưu Vĩnh Trung của nhà họ Lưu qua đây, trong vòng một nén hương, cắt lưỡi Lưu Đông, nếu không, nhà họ Lưu của ông ta tự động phá sản, để ép tôi phải tự mình ra tay. Đã hiểu. Vậy thì để tao xem, bố tao có cắt lưỡi tao hay không? Để tao nhìn xem, Tống Hán Giang có dám che chở cho một phế vật rút vương kiếm hay không? Thành thật xin lỗi Mộ tổng sứ, thực sự là tắc đường quá, 10 phút nữa là tôi sẽ đến. Thông báo cho nhà họ Lưu, bảo Lưu Vĩnh Trung trong vòng 10 phút, mau chóng đến Vân Tuyết Sơn Trang. Trong vòng 10 phút nếu ông ta còn chưa đến, tất cả sản nghiệp liên quan đến nhà họ Lưu sẽ bốc hơi khỏi thế giới này. Có chuyện gì đang xảy ra à? Ông cảm thấy trong trường hợp này, ông có tư cách gì để hỏi? Vâng, tôi lập tức thông báo ngay. Alo, là Lưu Vĩnh Trung à? Lập tức đến Vân Tuyết Sơn Trang. Trăm gia tộc Giang Thành, mỗi gia tộc chỉ có một danh ngạch. Con trai tôi đã đi rồi, nếu tôi đi, nói lắm thế làm gì? Đây là mệnh lệnh của Ngô Vương. Đã hiểu. Alo. Gì cơ? Vân Tuyết Sơn Trang sẵn sàng cho chúng ta thêm một danh ngạch nữa. Lưu Đông, xảy ra chuyện gì thế? Vừa nãy bố anh gọi điện đến nói Vân Tuyết Sơn Trang tăng thêm một danh ngạch nữa. Hả, sao có thể chứ? Không phải đã nói Vân Tuyết Sơn Trang khởi động lại, Trăm gia tộc Giang Thành đều chỉ có một danh ngạch à? Yêu cầu mỗi gia tộc cử người nổi bật nhất đi. Cái gọi là quy củ chính là ràng buộc của kẻ mạnh với kẻ yếu. Hôm nay Ngô Vương tổ chức yến tiệc chiêu đãi Trăm gia tộc, ngài ấy chính là quy củ. Còn Lưu Đông tôi, nhà họ Lưu Giang Thành, vừa rồi ra sức bảo vệ Ngô Vương săn sóc cấp dưới, phá vỡ quy tắc vì tôi, có gì không được? Sau này nhà họ Lưu lên như diều gặp gió, sắp tới sớm biết Ngô Vương nắm rõ mọi thứ như lòng bàn tay. Vừa nãy tôi nên đánh chết tên phế vật này để đổi lấy chút ân huệ của Ngô Vương. Trần Diệp, anh thật sự muốn trơ mắt nhìn nhà họ Tô chúng ta thành mục tiêu công kích à? Tô tổng, cô tuyệt đối đừng quên 3 ngày trước là đích thân cô đẩy nhà họ Tô thành tâm điểm chú ý, nếu không bây giờ phải là dưới một người trên vạn người, vinh quang ngập trời, đúng thật là chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ. Bố tao sắp đến rồi, tao muốn nhìn xem mày còn có thể tiếp tục giả vờ được bao lâu, dám rút kiếm của Ngô Vương. Bây giờ tôi chỉ cần làm một việc, chính là mang đầu của thằng đó dâng lên cho Ngô Vương. Nhà họ Lưu chúng tôi sẽ trở thành tâm phúc của Ngô Vương. Lợi ích quá lớn, tôi thực sự không có cách nào từ chối. Đúng, tôi tuyệt đối không thể buông tha cho thằng khốn nạn này. Cái chết đã cận kề rồi mà vẫn kiêu ngạo như vậy. Rượu ngon, Vân Tuyết Sơn Trang, ủ trong hầm trăm năm, quả là rượu ngon, quỳnh tương ngọc dịch, chỉ đáng tiếc. Lợn rừng không xứng với chấu ngon, cả đời này tôi có 3 sở thích, thưởng trà, uống rượu, và giết chó hoang, mày. Rượu ngon trà ngon luôn có sẵn, bữa tiệc chó hoang, e là cũng chỉ có hôm nay thôi, muốn chết à. Nhà họ Lưu ở Giang Thành, Lưu Vĩnh Trung, đến. Bữa tiệc chó hoang, thật kiêu ngạo. Bố đến rồi thì tốt, chính là thằng đó, vừa nãy, thằng đó rút kiếm của Ngô Vương, ngồi lên vị trí của Ngô Vương, còn nói, muốn bố đích thân, rút lưỡi con trai bố, khiến nhà họ Lưu chúng ta tự động phá sản, nếu không, nó sẽ tự ra tay. Ha ha ha, Lưu mỗ tôi, lăn lộn ở Giang Thành nhiều năm, người cuồng vọng, tôi từng gặp rồi, dám bảo nhà họ Lưu chúng tôi, tự động phá sản, thì chưa từng nghe, chưa từng gặp, tai không biết. Mắt không sáng thì đừng nắm quyền lực, đừng trách tôi lớn ức hiếp nhỏ. Tôi cho cậu một tiếng, trong vòng một tiếng, cậu có thể mời tất cả người mà cậu quen ở Giang Thành, phàm là trong giới kinh doanh, người mà cậu quen có thể khiến tôi cau mày, thì hôm nay coi như cậu thắng. Bố, Trăm gia tộc mạnh nhất Giang Thành, không một ai có thể khiến bố cau mày. Trong Trăm gia tộc mạnh nhất, nó không quen một ai, mấy gia tộc vớ vẩn, làm gì có ai có thể khiến bố liếc nhìn. Ha ha ha, tôi còn tưởng cậu có tài năng ẩn giấu, không ngờ Trăm gia tộc mạnh nhất Giang Thành, cậu không quen một ai. Giang Thành không lớn, Trăm gia tộc ở Giang Thành 99% dây chuyền sản xuất, không quen một ai có thể trị được bọn họ, e là cả Giang Thành chỉ có một mình cậu rồi. Bọn họ không xứng để tôi quen biết. Được, không nói nhiều nữa, thể hiện kỹ năng thực sự của cậu, tôi rất muốn xem thử cậu sẽ khiến nhà họ Lưu tự động phá sản kiểu gì. Mộ Thiên Kiều, cô làm việc không đến nơi đến chốn, thuộc hạ biết tội. Tống Hán Giang vẫn chưa ra tay, để tôi tự làm. Được, đừng để chúng tôi chờ quá lâu, nếu không tôi mà tức lên rồi, e là cái thân hình nhỏ bé của cô không chịu nổi đâu. Trong vòng 5 phút khiến nhà họ Lưu phá sản, cả đời này Tống Hán Giang cũng không biết nói khoác như này nhỉ. Ngược lại anh nhắc nhở tôi, Tống Hán Giang làm việc không đến nơi đến chốn, chắc không phải mày định nói Tống Hán Giang cũng phá sản theo đấy chứ, tập đoàn Hán Giang. Trần Diệp, thật sự đủ rồi, Tống Hán Giang của tập đoàn Hán Giang là người một tay che trời ở Giang Thành. Một tay che trời à? Tô Mộc Thu, hôm nay tôi sẽ cho cô thấy một tay che trời là như thế nào. Ngô Vương, ngài đích thân gọi cho tôi à? Tống Hán Giang, trong vòng 10 phút đích thân khiêng một chiếc quan tài đến Vân Tuyết Sơn Trang. Ông và nhà họ Lưu chọn một cái tự chui vào. Gì cơ, Tống tổng làm sao thế? Dừng xe, đi tìm quan tài, tiện thể tìm ít cành mận gai. Cái gì, nhà họ Lưu phá sản rồi? Bố, có nhầm không thế? Nhà họ Lưu gốc rễ sâu. Cái gì? Trong vòng 3 phút 3.000 nhà hợp tác với nhà họ Lưu toàn bộ rút hợp tác, vậy vẫn còn 1.000 nhà, thà trả tiền bồi thường cũng phải cắt đứt với nhà họ Lưu tôi ư? Có phải đang đùa không thế? Là cậu làm à? Chỉ là một nhà họ Lưu mà thôi, không cần tôi phải ra tay. Không thể nào, đây là chuyện mà ngay cả Tống Hán Giang cũng không làm được. Sao có thể chỉ một cuộc điện thoại đã có thể khiến nhà họ Lưu sụp đổ tan tành được chứ?
vẫn còn 5 phút nữa, cậu đừng đùa nữa, tôi mà cười lên, cậu lấy tôi và anh Tống ra làm trò đùa, e là... Không cần gọi nữa, Tống Hán Giang đang trên đường đến rồi, tôi sẽ cho các người nhìn cho kỹ, chèn ép sức mạnh của tôi trong mắt các người, trong mắt tôi, bất kham như thế nào. Nếu đã biết anh Tống của tôi sắp đến rồi, thì cũng đến lúc xử lý kẻ ngu ngốc như cậu rồi. Tống Hán Giang đến. Các bạn xem video này, nhớ tặng một like, tập tiếp theo để xem ai là người cười cuối cùng, bấm vào phía dưới bên trái là có thể xem phiên bản đầy đủ của đoạn phim ngắn rồi. Tống huynh, câm miệng. Tội nhân Tống Hán Giang đến muộn. Xin Trần tiên sinh thứ tội, Trần tiên sinh à. Trần tiên sinh sao? Tống huynh, anh trước giờ đều vô cùng oai phong lẫm liệt, đến Thành Đô đại nhân cũng phải xưng huynh gọi đệ với anh, tại sao lại cúi đầu trước hắn ta chứ? Câm miệng. Trần tiên sinh, lần này Vân Tiêu Sơn Trang mở lại là một chuyện trọng đại, vậy mà Tống Hán Giang tôi không xử lý tốt chuyện này, hôm nay đến đây để chuộc tội. Xin chuộc tội thì không cần đâu, chỉ là ở đây ồn quá, làm ảnh hưởng tạ uống trà ngâm thơ. Đã hiểu. Tống huynh, chuyện này rốt cuộc là sao? Một nơi vô cùng oai nghiêm như này sao lại để tên oắt con đó ngang tàng vậy chứ? Anh nói cái gì? Hắn ta là bố à thanh kiếm bách tộc này, ngoại trừ Ngô Vương ra không ai rút được cả, vậy mà lại rút vương kiếm ra. Tống thúc đã đến rồi, tại sao hắn còn chưa cút đi chứ? Ngươi cút đi, ta không có đứa con như ngươi. Bố à, bố đang làm gì vậy? Bố. Trần tiên sinh, là tôi không dạy con đàng hoàng để nó đắc tội với Trần tiên sinh. Mong Trần tiên sinh nể tình Lưu gia đã phá sản. Mà nể mặt Lưu mỗi lần này, nể mặt à, không ai có thể nể mặt ngươi được cả, mà ngươi phải tự đi tìm cơ hội. Đã hiểu. Đưa dao đây. Bố à, bố muốn làm gì? Bố định làm gì thế? Trần tiên sinh nói, ngươi ồn ào quá, bảo ngươi mãi mãi cầm miệng lại. Bố à, bố muốn làm gì? Bố làm gì vậy? Bố. Trần tiên sinh, con trai tôi hôm nay đã đắc tội quá nhiều, xin Trần tiên sinh tha cho. Trên dưới cả Lưu gia, hắn ta chỉ có một đứa con trai, vậy mà lại nhẫn tâm giết hại. Trần Diệp, rốt cuộc anh là ai? Ta là ai à? Ta là người mà ba năm nay vì cô làm mọi thứ, nhưng lại là một người chồng vô dụng trong mắt cô. Trần Diệp không thể nào khiến Lưu Vĩnh Trung quỳ xuống được. Tô Mộc Thu, nếu như hôm nay ta không có năng lực để Lưu Vĩnh Trung quỳ xuống, thì có phải Tô tổng còn không thèm quan tâm ta là ai không? Nếu như đáp án này không làm cô hài lòng thì ta sẽ cho cô một đáp án khác. Lúc nãy ở sảnh phụ, cái hộp này chính là món quà mà cô tặng ta, món quà tốt nhất ở Giang Thành. Không lẽ không phải là cơ thể của Tô tổng cô sao? Sao anh lại biết mấy câu này? Nhưng mà Tô tổng, cô sai rồi. Những thứ mà cô nghĩ là tốt nhất lại không phải là thứ ta cần. Ở cái đất Giang Thành này, món quà tốt nhất không phải là cơ thể giả tạo kia của cô, mà là tấm lòng mà ta đã dành cho cô 3 năm nay này. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Chuyện tới nước này rồi mà cô còn không tin, ngoại trừ người đàn ông mà cô muốn lấy lòng kia thì ai biết chuyện này được nữa hả? Tôi, Tống Hán Giang, ta không cần biết ngươi có quan hệ gì với Trần Diệp, ta cũng không cần biết ngươi dùng cách gì để Lưu gia phá sản. Nhưng mà hôm nay là ngày Vân Tiêu Sơn Trang khởi động, còn ta lại là khách mà chủ nhân của Vân Tiêu Sơn Trang mời đến. Long Ngạo Vân, ý ngươi là sao? Ý ta là sao à? Long gia nhà ta trước giờ đến nay đều sống ở vị trí tốt nhất ở Giang Thành, lại là đứng đầu 44, nhưng mà cũng biết quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Hôm nay bách tộc ta giấu kiếm ở Vân Tiêu Sơn Trang, rút kiếm để tất cả mọi người cống hiến con dấu của mình, là sự tôn kính lớn nhất của Ngô Vương. Còn ngươi không có tư cách rút thanh kiếm Ngô Vương, hắn ta lại càng không có tư cách. Ngài ấy có tư cách hay không không phải ngươi nói là được, ngươi phải biết là Trần tiên sinh là người như thế nào. Ngoại trừ Ngô Vương ra thì cho dù thần tiên đến cũng không được. Các vị, chắc là mọi người đều biết Ngô Vương rất coi trọng bách tộc chúng ta, nên mới mời chúng ta đến tham gia Vân Tiêu Sơn Trang trùng khởi. Nếu như chúng ta để hắn làm nhục Ngô Vương thì thiên lý ở đâu, tôn nghiêm ở đâu? Đúng, Long Ngạo Vân nói rất đúng. Sau khi Ngô Vương rút kiếm, bách tộc chúng ta sẽ cống hiến con dấu của gia tộc. Từ nay về sau, bách tộc chỉ nghe theo một mình Ngô Vương, không cho hắn nếm mùi, hắn sẽ không biết trời cao đất dày. Con ấn gia tộc à? Con ấn Long gia, Long văn gia tộc. Không xứng hiến cho ta, ngươi, Đông Thành Triệu gia Hà Hoa ấn. Không xứng hiến cho ta, hỗn sược tên tiểu tử Trần Diệp ngươi dám, Tây Thành Hoàng gia Thanh Sơn ấn. Không xứng, ngươi chán sống à? Nam Thành Hầu gia Nhật Nguyệt ấn. Không xứng, ngươi, con ấn của Giang Thành bách tộc. Trong mắt ta chỉ là mấy tấm gỗ mà thôi, hôm nay con ấn gia tộc coi như không còn nữa. Tiểu tử, ngươi chán sống à? Long Ngạo Vân, cầm cái mỏ của ngươi lại đi, mấy thanh kiếm cùng con ấn này, ngài ấy hoàn toàn có quyền xử lý. Ta nói cho ngươi biết, tốt nhất ăn nói cẩn thận, đừng làm hại đến gia tộc khác, hại bọn họ à? Tống Hán Giang, ta thấy ngươi mới là người hại họ đó. Bọn ta chẳng qua đang bảo vệ trật tự Giang Thành, bảo vệ tôn nghiêm mà thôi. Ngươi muốn làm con chó thì cũng đừng lôi bọn ta theo. Ở đây không cần ngươi bảo vệ. Tống Hán Giang, ta biết từ trước đến nay ngươi đã hô mưa gọi gió ở Giang Thành này rất nhiều rồi. Ta cũng biết ngươi rất xem thường bách tộc chúng ta, nhưng mà ngươi đừng có quên, kinh tế Giang Thành có thể phồn hoa như hôm nay, đó là vì bách tộc chúng ta liên kết với nhau. Hôm nay nếu như ngươi không đứng về phía chúng ta thì ngươi sẽ là kẻ thù của chúng ta. Ngươi muốn làm gì? Long Ngạo Vân, ta dùng máu ăn thề.
Trần Diệp tự rút vương kiếm, hủy đi con ấn. Bôi nhọ Ngô Vương, tội này không thể tha. Tống Hán Giang, đồng tội. Các ngươi, hôm nay ta mà không treo cờ thị uy thì hôm sau có hoàng cũng sẽ ỉa trước mặt ta. Long Ngạo Vân nói đúng, bách tộc chúng ta sở dĩ mạnh như vậy là vì chúng ta liên kết với nhau, chiếm đặt thị trường, để thị trường bên ngoài không vào được. Ta, Hầu Việt Giang, Triệu Thắng Thiên, huyết thư Trần Diệp, bôi nhọ Ngô Vương, đáng chết. Trần Tiên Sinh, Tống Hán Giang tôi không hành sự tốt. Khoan, bây giờ ta lại thích cảnh tượng này rồi. Đừng làm phiền chúng ta, muốn xem thử đám thương nhân Giang Thành này rốt cuộc làm được gì. Tống huynh, cái này bây giờ không phải là lúc ngươi nhiều chuyện đâu. Ký xong rồi, Tô Tổng, nếu như con rể của Tô Gia các cô có quan hệ với Tống Hán Giang thì cô cũng khó sống. Chuyện này nhất định là có hiểu lầm. Không kịp đâu, huyết thư Bách Gia Tô Gia các người có ký không? Hả? Huyết thư này tôi không ký, nhưng mà tội có đáng chết hay không? Đợi đến lúc Ngô Vương đến tôi sẽ giải thích với ngài ấy. Cô nghĩ Ngô Vương sẽ nghe lời của cô sao? Đi đi, hôm nay anh đến là muốn tôi mất mặt chứ gì? Bây giờ tôi đã mất mặt rồi đó. Anh cũng rút thanh kiếm của Bách tộc, anh có thể đi được chưa? Ta có nghe tin các gia tộc ở Giang Thành liên kết với nhau chiếm lĩnh hết thị trường ở đây. Hạng Trang vũ kiếm ý tại hư không. Lúc này mọi thứ đã rõ, bữa tiệc ngày hôm nay sẽ là bữa tiệc Trảm Long. Hôm nay ta sẽ vì bách tính của Giang Thành mà chém đi con rồng đầy tham vọng này. Trảm Long à? Đến thành chủ Giang Thành cũng không có dũng khí nói câu này đâu. Đúng vậy. Nếu như không có liên minh bọn ta thì Giang Thành sao có thể lớn mạnh như hôm nay được? Chỉ có loại người hạ đẳng không biết gì mới suy nghĩ như vậy. Tô tổng, ta thấy cô có nỗ lực thế nào Tô gia cũng không thể vào bách tộc được rồi. Trần Diệp, tôi không cần biết anh có quan hệ gì với Tống Hán Giang, nhưng mà nếu như hôm nay Tống Hán Giang đã giúp anh thì anh không nên hại người ta. Tô tổng, cô nên cảm thấy may mắn vì lúc nãy đã không ký tên vào đó. Tô gia của cô thoát khỏi kiếp nạn này, ta muốn xem thử ngươi chạm thế nào. Tống Hán Giang, cả đời ngươi đều làm đúng, chỉ có hôm nay là ngươi sai. Tống gia sợ rằng sẽ đi đời rồi. Bách tộc liên minh hùng mạnh như vậy mà ngươi muốn nhổ cỏ tận gốc à? Nếu như ngươi làm được thì sẽ được đưa vào sử sách đó. Bách tộc chúng ta cùng nhau xem thử hắn ta lấy dũng khí đó ở đâu ra. Còn 10 phút nữa, sau 10 phút Vân Tiêu Sơn Trang trùng khởi sẽ bắt đầu. Vị nhân vật tầm cỡ kia đến lúc đó xem ngươi làm thế nào. 10 phút à, uống rượu có thể làm ta cao hứng, nhưng mà các vị căn bản không có cái tư cách đó, đổi trà đi. Ta biết các vị ở đây ngoại trừ dũng khí khi được liên minh với nhau ra thì sau lưng các ngươi vẫn còn người. Trong lúc rót trà thì bây giờ các ngươi có thể nói ra chỗ dựa của mình rồi. Chỉ chút chuyện nhỏ như này mà ngươi lại muốn chúng ta nói ra sao? Nói với bọn chúng, bách tộc các ngươi đã làm phụ lòng của chúng rồi. Bây giờ để bọn chúng chuẩn bị hậu sự đi. Ngông cuồng, có nghĩa là đến người sau lưng chúng ta hắn còn không sợ. Đại hạ đã được 5.000 năm văn minh, chưa từng có ai ngông cuồng như vậy cả. Thú vị đó, chỉ tiếc là ngươi không có tư cách để biết người sau lưng bọn ta. Cả đời này ta có 3 sở thích: ngâm trà, uống rượu, đánh chó hoang. Hôm nay hai điều đầu tiên đã xong rồi, tiếp theo đây, hộ quốc thần kiếm được rút ra, đã đến lúc đổ sát các ngươi rồi. Bạn nào xem tới đây nhớ bấm thích và chia sẻ nha. Chúng ta cùng xem ai sẽ chiến thắng. Tập tiếp theo sẽ có ngay thôi, cùng đón chờ nhá. Hộ quốc thần kiếm được rút ra, đã đến lúc phải đổ sát các ngươi rồi. Có gió rồi à? Bách tộc, các ngươi chờ chết đi. Ra tay. Cái gì, ngươi không còn bảo vệ Long gia chúng ta nữa sao? Đông Phương huynh à, quan hệ giữa chúng ta vô cùng. Cái gì, ngươi nói thủ hộ thần Triệu ca đã treo cổ tự sát trong nhà rồi à? Không thể nào, không lẽ anh ta đã biết trước người đứng sau bách tộc sẽ rút lui à? Đan Nhã, Thanh Si, Hy Linh, Tứ Phi, gốc mà gãy thì lá cũng phải bay mất thôi. Xin Trần Tiên Sinh tha cho chúng tôi. Mong Trần Tiên Sinh tha cho chúng tôi con đường sống. Tôn Nghiêm, trước giờ phải do bản thân mình giành lấy. Ta đã cho các ngươi cơ hội rồi, đúng không? Trần Tiên Sinh, tôi có mắt không thấy núi Thái Sơn, không biết Trần Tiên Sinh có năng lực thông thiên như vậy. Trà này ngon thật đó, chỉ là các vị đã không có tư cách uống trà cùng ta rồi. Trần Tiên Sinh, mặc dù ngài có năng lực thông thiên, như bách tộc cũng không phải là đồ bỏ đi. Đến lúc đó, bên trên trách tội xuống, sợ rằng ngài cũng không thể gánh nổi. Ngươi đang uy hiếp ta à? Không có, không có, chỉ là mong ngài hiểu câu môi hở răng lạnh. Cả đời này ta ghét nhất là bị người khác uy hiếp. Trần Tiên Sinh, chúng tôi không hề uy hiếp ngài. Xem ra người là người của Vân Tiêu Sơn Trang, mà dưới Vân Tiêu Sơn Trang lại có tập đoàn Vân Tiêu. Đó là tập đoàn ẩn thế lớn số một thế giới. Chắc Vân Tiêu Sơn Trang trùng khởi lần này muốn lấy bách tộc chúng tôi ra để mở đường cho mình chứ gì? Nực cười. Nhưng mà ngài có nghĩ tới lợi ích chung không? Cho dù ngài có quan hệ với Vân Tiêu Sơn Trang thật, đến lúc đó bên trên trách tội xuống thì chuyện này không ai gánh được cả. Hay là như vậy, bắt đầu từ hôm nay Giang Thành bách tộc sẽ lấy Trần Tiên Sinh là lãnh đạo. Giang Thành bách tộc nguyện lấy Trần Tiên Sinh làm lãnh đạo. Xin Trần Tiên Sinh tha cho chúng tôi. Xin Trần phu nhân tha cho. Xin Trần phu nhân tha cho. Xin Trần phu nhân tha cho. Trần Diệp bỏ đi, tha được thì tha. Tha cho bọn chúng à? Vậy thì ai tha cho bách tính bị chúng chèn ép? Trần Diệp, anh có nghĩ là bây giờ anh uy phong, nhưng nếu như cấp trên trách tội xuống thì cho dù anh giúp Vân Tiêu Sơn Trang làm việc, chỉ có một chuyện mà làm lớn lên như vậy thì sẽ bị phản ngược lại thôi. Tô tổng đang lo cho ta à? Hay là lo lắng Tô gia nhà cô bị liên lụy? Tôi đã hiểu rồi, ta không nên nhiều lời như vậy. Từ lúc anh lấy được hộp quà kia tôi cũng đoán ra rồi, anh nhất định quen người của Vân Tiêu Sơn Trang. Nhưng mà chuyện này anh không chèn ép được cũng không giải quyết được đâu. Ta chỉ quen người của Vân Tiêu Sơn Trang thôi à? Không lẽ không phải sao?
hóa ra như vậy. Ta đã nói rồi, tên phế vật nhà ngươi cùng lắm là biết Vân Tiêu Sơn Trang. Nhờ vậy Diễu Võ Dương Oai sao có thể là nhân vật tầm cỡ của Vân Tiêu Sơn Trang được chứ? Ta khinh, vậy mà bị tên phế vật này lừa, đứng lên hết đi. Trần Diệp dựa vào người khác, cho dù anh uy phong được một lúc, cho dù anh trả chút giận được một xíu thì làm gì được đâu. Đúng hay không đúng đều không liên quan đến cô. Thật không ngờ Tô tổng đến giờ vẫn chấp mê bất ngộ. Anh mới chấp mê bất ngộ đó, tôi hỏi anh lấy gì để chèn ép Bách tộc? Anh có thể đừng làm những chuyện để lại hậu quả như này không? Lấy ta đó có được không? Trần Diệp, anh còn nhớ câu mà 3 năm trước tôi nói không? Chỉ cần anh lấy khăn mặt xuống tức là chấp nhận hôn ước. Anh và tôi sẽ cùng một tiền tuyến, sống chết có nhau. Sao thế? Trần tiên sinh do dự rồi sao? Đương nhiên là không. Giả thần giả quỷ, đến mặt mũi cũng không dám lộ diện. Ta thấy chắc không phải là ai lợi hại lắm, cùng lắm là một con quỷ xấu nấp sau tấm vải kia thôi. Lỡ nói khoác nhiều quá rồi nên gọi người tới cho đỡ mất mặt. Đồ phế vật. Đúng vậy, chỉ có mấy con khủng long mới không dám lộ mặt ra thôi. Trần Diệp, ngươi rời xa Tô tổng, đến một người con gái già hồn cũng không tìm thấy. Vậy sao, ta nghĩ ta cũng không phải là loại người xấu ma chê quỷ hơn. Đặc biệt là người đệ nhất mỹ nhân mà các người tự phong lẫn nhau. Cười cười, người đẹp đệ nhất Giang Thành Tô Mộc Thu. Là người để cô khinh mặt à? Đúng vậy, Trần Diệp, ngươi mở khăn ra đi chứ, để mọi người xem thử, người con gái mà ngươi muốn cưới là người như thế nào. Cho dù cô có ra sao, hôm nay cô đồng ý đến đây thì ta sẽ dám mở khăn mặt ra. 3 năm trước ta đã cực sai một lần, ta tin lần này ta sẽ không sai nữa. Trời ạ, đẹp thật đó. Trần Diệp, có phải anh đã không cực sai lầm rồi đúng không? Nếu như tôi đã đồng ý mở ra thì cho dù cô trông như thế nào, tôi cũng không nghĩ mình đã sai. 3 năm nay thứ tôi thua là trái tim này chứ không phải khuôn mặt này. Thú vị đó. Chắc là để các vị thất vọng rồi, ta không phải là vịt con xấu xí. Nhưng mà các vị bách tộc đang có mặt ở đây mới là những tên hề thật sự ngày hôm nay đó. Có điều không biết không có tội, xem ra đúng là các ngươi không hề biết. Nhìn thấy khuôn mặt này của ta tượng trưng cho điều gì? Vậy thì hôm nay ta sẽ cho các ngươi thấy vinh hoa phú quý mà Tô Mộc Thu có thể cho Trần Diệp ta cũng cho được. Tuyệt thế giai nhân mà cô ta cho Trần Diệp ta cũng cho được. Địa vị trên vạn người mà cô ta không cho Trần Diệp được. Cùng với trái tim chân thành kia, Diệp Khuynh Thành ta đều có thể cho anh ấy. Chiến thần Diệp Khuynh Thành chúc mừng Trần Diệp ly hôn, đến tặng 2 vạn lượng vàng, một cặp long phụng phỉ thúy, một tấm thẻ đen chí tôn. Cái gì, nữ chiến thần đại hạ Diệp Khuynh Thành? Mỗi món quà như chèn ép bách tộc vậy. Thật không ngờ chiến thần Diệp Khuynh Thành lại đến Vân Tiêu Sơn Trang. Bắt đầu từ hôm nay, Giang Thành bách tộc giải tán. Sao thế, ta không có tư cách nói câu này à? Đương nhiên có rồi. Nếu như ai có ý kiến có thể trực tiếp đứng ra. Nếu như Diệp Chiến Thần đã đích thân nói vậy, với thân phận như tôi không có gì để ý kiến cả. Có điều tôi có một chuyện không hiểu, Diệp Chiến Thần bây giờ đã thành công vang dội rồi, tại sao lại làm vậy chứ? Hắn ta có đáng không? Chắc là không phải mỗi người, mà các bách tộc khác cũng có cùng một câu hỏi. Vậy thì ta sẽ nói với các vị. Trần Diệp, hậu nhân của Thượng Kinh Trần gia, cũng là vị hôn phu trên danh nghĩa của Diệp Khuynh Thành ta. Nếu như các vị muốn chèn ép anh ấy thì phải hỏi hôn ước ta cầm trên tay có đồng ý hay không đã. Cái gì? Hóa ra là vậy, hắn ta là vị hôn phu của Diệp Chiến Thần, thảo nào một câu nói có thể làm Lưu gia phá sản. Tống Hán Giang, ngươi đúng là thủ đoạn, ngươi hại bách tộc thảm lắm biết không? Ngươi biết hắn là vị hôn phu của Diệp Chiến Thần, vậy mà lại không nói cho chúng ta biết, đúng là độc ác, ngươi phải trả giá. Hôm nay bách tộc giao hết tài sản ra, mãi mãi biến mất. May ra còn giữ được mạng, nếu không kiếm này rút ra thì bách tộc đầu rơi xuống đất. Nguyện thần phục Diệp Chiến Thần. Nguyện thần phục Diệp Chiến Thần. Trần Diệp, ra anh đã có mưu tính từ trước rồi, hóa ra anh chính là vị hôn phu của Diệp Khuynh Thành. Đây là dũng khí để anh đòi vượt lên tôi chứ gì? Dũng khí vượt lên cô à? Ta chưa bao giờ cần thứ này. Tô tổng, Trần Diệp đúng là vị hôn phu của ta đó. Nhưng mà nếu không phải cô muốn ly hôn thì sao tôi lại có cơ hội này chứ? Có điều tôi có thể tiết lộ cho cô một chuyện. Chuyện gì? Có thể trong mắt cô, Trần Diệp không phải là Cửu Thiên Vân Long gì, nhưng mà trái tim chân thành của anh ấy dành cho cô là thật. Cho dù lúc anh ấy không có gì trong tay, lúc cô gặp khó khăn bằng mọi giá, anh ấy đã giúp cô, là cô không xứng với anh ấy. Diệp Khuynh Thành, mặc dù cô là chiến thần, nhưng mà hôn nhân của chúng tôi không cần cô bình luận. Tôi nói, anh ấy đến cứu cô cho dù kết quả thế nào, anh ấy đồng ý đi đã tốt hơn vạn lần so với mấy tên đàn ông trang hoa kia rồi. Trần Diệp, ở đây nhiều người ồn ào, chúng ta tìm nơi khác nói chuyện đi. Cũng được. Kịch cũng diễn xong rồi, Trần Diệp, dựa theo quy ước, tôi đã giúp anh một chuyện. Vì thế nên, tôi và anh có hôn ước, tôi lại là người rất cởi mở, nếu như anh xứng với tôi,
thì cho dù anh không có thân phận gì tôi cũng có thể cho anh thành người trên vạn người. Nhưng mà rồi cũng còn một chuyện khác nữa. Đây là hôn ước của chúng ta. Vì thế Diệp tiểu thư hôm nay đến là muốn hủy hôn à? Tôi biết anh vừa ly hôn mà tôi đã xuất hiện thì không tốt lắm. Nhưng mà thế giới của người trưởng thành đều tàn khốc như vậy cả, anh cũng biết mà. Được. Đợi đã. Còn chuyện gì sao, anh? Không có gì muốn nói à? Diệp tiểu thư nghĩ tôi nên nói gì đây? Mặc dù tôi là một chiến thần, nhưng tôi cũng là một cô gái mà, trái tim con gái lại rất mềm. Nếu như bây giờ anh cầu xin tôi, thì có lẽ tôi sẽ không hủy hôn với anh. Diệp chiến thần nói không sai, thân phận giữa tôi và cô đúng là khác biệt quá lớn rồi. Tôi là người đàn ông, không nên hạ mình trước một cô gái. Trần tiên sinh, là tôi mạo phạm rồi. Nếu như không có gì thì tôi đi đây. Tôi xin lỗi vì câu nói lúc nãy của mình. Vân Tiêu Sơn Trang trùng khởi, tôi cũng có công việc cần làm, còn phải rúa Ngô Vương xử lý chuyện liên quan. Như vậy đi, 3 ngày sau chuyện sẽ nói tiếp chuyện hôn sự. Cũng được. Tiểu thư, lão gia bảo cô đến hủy hôn, sao cô? Chắc là Diệp gia đã nhầm rồi. Trần Diệp đã qua được bài test của ta. Thủ tục đã xong rồi. Sau thời gian 1 tháng nữa chúng ta sẽ không còn là gì của nhau. Nếu như không còn gì nữa thì tôi đi trước đây. Đợi đã. Tô Tổng cao cao tại thượng, xin hỏi còn gì nữa không? Tôi hy vọng anh hiểu rõ, trong 1 tháng này anh vẫn là chồng của Tô Mộc Thu tôi. Cô yên tâm, tôi không cấp như vậy, đương nhiên cũng sẽ không giống Tô Tổng làm chuyện bậy bạ đó. Vẫn còn một chuyện tôi muốn hỏi anh. Hỏi đi, để tôi nhìn vết thương trên người anh. Nếu như Tô Tổng không tin tôi thì còn gì để xem chứ. Alo. Cái gì, 3 ngày trước là anh ấy cứu tôi à? Được, tôi sẽ tới. Anh cầm thẻ này đi mua một vài bộ đồ đẹp đẹp chút. Tối nay cùng tôi đi tham gia buổi họp lớp. Tôi biết bây giờ anh không cần tiền, nhưng tối anh cùng tôi đi họp lớp. Số tiền này anh tiêu cũng đúng thôi. Hiểu rồi, Tô Tổng đang muốn lợi dụng thân phận vợ chồng này đúng không? Anh hiểu là tốt. Tối nay còn có một nhân vật tầm cỡ sẽ đến. Đừng làm mất mặt. Tối nay ta sẽ cùng Tô Mộc Thu tham gia buổi họp lớp, lâu rồi không gặp. Ngươi giúp ta đặt một khách sạn, cứ nói buổi họp lớp này. Ta mời, đã hiểu, Ngô Vương, đặt khách sạn nào đây? Khải Hoàn Môn, chồng Khải Hoàn Môn, đó là nơi. Ta nói rồi, cứ đặt Khải Hoàn Môn. Cái gì, tối nay sẽ ăn ở Khải Hoàn Môn sao? Thật không ngờ buổi họp mặt của chúng ta lại có chiến thần từ Bắc Cảnh trở về. Khải Hoàn Môn là nhà hàng đẳng cấp, lúc nào tiếp đón Vương thất Bắc Định mới được dùng đến. Vân đỉnh có 2 ngọn núi vàng, một ngọn là Vân Tiêu Sơn Trang, ngọn còn lại là Khải Hoàn Môn. Thật không ngờ trong vòng 1 ngày mà mình có thể nhìn thấy được cả 2 ngọn núi này. Trần Diệp, anh cũng đến à? Cô Lục Tình, lớp trưởng đây, anh quên rồi à? Không có, thật không ngờ nhiều năm không gặp cô vẫn xinh đẹp như vậy, đúng là anh biết ăn nói mà. Đúng rồi, mấy năm nay anh sống sao? Nghe nói anh vừa tốt nghiệp đã kết hôn với Hoa Khôi. Sao hả, có con rồi chứ gì? Không có, sắp ly hôn rồi, đùa cái gì vậy? Mặc dù Tô Mộc Thu đúng là xinh đẹp thật, nhưng mà anh cũng đâu có tệ, nhưng mà không sao. Mặc dù Tô Mộc Thu là bạn thân tôi, nhưng nếu cô ấy không tốt với anh, tôi sẽ... Cô giúp tôi đánh cô ta sao? Làm gì có. Có điều anh có thể cùng tôi. Nghe nói Tô Mộc Thu được Hàn Dũng cứu, buổi họp lớp mà Hàn Dũng tổ chức này chắc là đã có chuẩn bị. Anh cũng thật là, đến vợ mình mà cũng không trông coi cẩn thận. Lục Tình, cô còn ở đây làm gì? Đồng phục của cô đâu? Giám đốc Hướng, không phải tôi đã xin nghỉ rồi sao? Tôi đến tham gia họp lớp. Họp lớp à, cô đi cùng loại rác rưởi này sao? Lục Tình, xã hội này rất thực tế. Người thường tiến lên trên cao, còn nước thì chảy xuống dưới. Sống tốt thì là bạn học, còn sống không tốt thì không là cái gì cả. Giám đốc Hướng, xin lỗi, còn không mau về làm việc. Lục Tình, đi cùng tôi. Đứng lại, đây là nơi ngươi dám đến à? Chỉ là trung tâm thương mại thôi mà có gì mà không dám chứ. Vậy cơ à? Lục Tình, cô nghe người bạn phế vật của cô mới nói gì không? Vô tri thật mà. Đây là 1 trong 2 ngọn núi lớn nhất Đại Hạ đó. 1 trong 2 ngọn núi lớn nhất Đại Hạ thì sao chứ? Không lẽ chỉ có người giàu mới được vào sao? Lục Tình, cô đừng có quên, hôm nay Tiêu thiếu gia sẽ đích thân đến đây mua xe. Anh ấy đã chỉ đích danh cô phải ở đây đợi anh ấy tới. Giám đốc Hướng, tôi cái gì mà tôi, hoặc là đợi Tiêu thiếu gia đến, hoặc là cút đi cho tôi. Trần Diệp, xin lỗi nhé. Chắc là tôi không thể đi họp lớp được rồi. Vậy còn được. Lục Tình, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Bỏ đi Trần Diệp, tôi không đi họp lớp nữa đâu. Dù sao thì cũng ở lầu dưới, nếu như mọi người đến mà có thời gian thì chúng ta vẫn có thể gặp nhau mà, vậy mới đúng chứ. Ngươi cũng không xem thử bộ đồ này, ngươi có tư cách lên lầu ăn không hả? Ta nói cho ngươi biết, hôm nay Lục Tình nhất định phải đi. Trần Diệp à, nhất định à, Tiêu thiếu gia hôm nay sẽ đây mua một chiếc xe xịn 200 vạn đó. Chiếc xe 200 vạn đừng nói ngươi mua không nổi, mà cho dù có trả góp thì cả đời cũng không đủ đâu. Chỉ là chiếc xe 200 vạn mà đã làm ngươi vui mừng đến vậy rồi à? Cũng biết diễn nhỉ. Có phải hôm nay ta mua chiếc xe này thì Lục Tình sẽ không cần đi làm nữa không? Đi, ngươi. Diễn cái gì hả? Lại người như ngươi ta gặp nhiều rồi, lại thủ đoạn tán gái này của ngươi đúng là đê tiện mà. Ta đê tiện hay là ngươi ngu xuẩn? Cứ thử là biết. Được mà, ta cảnh cáo ngươi, đây là Khải Hoàn Môn. Nếu như lát nữa ngươi không quẹt ra tiền, căn bản không có chuyện này. Được.
quẹt thẻ. Trần Diệp không cần phải làm vậy đâu. Mặc dù tôi đã lâu lắm rồi chưa đi họp lớp, nhưng mà cũng vì tôi mà làm vậy thì không đáng đâu. Không sao, tiện tay thôi mà, tiện tay à. Ngươi đúng là ông thần chém gió đó, ta sợ rằng ngươi không có cơ hội đi ra khỏi đây rồi. Lục Tình, ta đã nói với cô rồi, làm nghề này phải có mắt nhìn một chút. Ta thấy người bạn này của cô đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Tự nghĩ mình là công tử nhà hào môn à? Tấm thẻ này không có tiền. Bỏ tay ra, Trần Diệp, bỏ đi. Tấm thẻ này của ngươi không có tiền, ta xem ngươi diễn được nữa không. Tống Hán Giang, tập đoàn Khải Hoàn môn này có phải của ông không? Sao thẻ của ta không quẹt được hả? Ta cho ông 10 phút. Phải xuất hiện trước mặt ta, trong vòng 10 phút xuất hiện ở Khải Hoàn môn. Được, hôm nay khỏi cần đi làm nữa, đưa hắn đến bệnh viện khám não đi, đừng có chết ở đây rồi đổ lỗi cho ta. Giám đốc Hướng, tôi xin lỗi anh. Trần Diệp, tôi biết anh muốn ra mặt thay tôi, nhưng mà ở Giang Thành tên của Tống Hán Giang anh không thể nào gọi tùy ý vậy được. Anh có biết ông ấy còn một cái tên khác không? Một tên sai vặt thì lấy đâu ra nhiều tên như vậy? Hoàng đế thế giới ngầm đó, nghe cũng uy phong phết nhỉ. Đương nhiên rồi, buổi tối con nít khóc nghe tên của ông ấy xong nín luôn. Tống Hán Giang, bây giờ ta chỉ cho ông đúng 5 phút thôi. Xe của ta đâu? Tiêu công tử, có chuyện đột xuất xảy ra, đều tại tên tiểu tử này đến đây ra vẻ, làm tôi không kịp chuẩn bị xe cho anh. Rác rưởi, thì phải ở trong thùng rác mới phải chứ, cái này mà cũng cần ta phải dạy ngươi xử lý à? Tiêu công tử, tôi cũng muốn giúp anh dọn đống rác này, nhưng mà tên tiểu tử này vừa mới gọi cho Tống Hán Giang đấy. Ngươi quen biết Tống Hán Giang à? Tiếc quá, hắn không giúp ngươi được. Ngươi nghĩ ta đến để mua xe thật à? Xe xịn ở nhà ta không có thiếu, chỉ cần tháo một con vít trong đó ra cũng đủ đập chết ngươi rồi. Trần Diệp, anh mau đi đi mà. Anh không hiểu à? Hiểu chứ, hiểu thì anh mau cút đi. Lúc nãy tới giờ tôi chỉ giả vờ thôi, ngoài mặt thì khách khí với anh, tôi là người như vậy đó. Đừng cản trở tôi bán xe cũng đừng làm phiền. Tôi lên giường với Tiêu công tử, có nghe chưa thế? Mau cút đi. Ngươi vừa nói ai cút hả? Ngươi ra vẻ gì với ông đây hả? Ra khỏi cửa phải nhớ là núi cao sẽ có núi cao hơn. Lúc nãy chỉ là dạy dỗ ngươi thôi, ngươi phải biết là cả cái Khải Hoàn môn không có ai dám đuổi ta đi đâu. Ngươi nghĩ ngươi là ai chứ? Dám đánh ta à? Chán sống rồi, dừng tay. Ta xem ai dám động vào Trần tiên sinh, các bạn nhớ đón xem tập tiếp theo nhé. Tống tổng, sao anh lại đến đây? Tại sao máy quét của tập đoàn Khải Hoàn môn chúng ta không quét được thẻ của Trần tiên sinh? Trần tiên sinh sao? Ông đây đang hỏi người đó tại sao lại không quét được. Tống tổng, tôi cứ nghĩ hắn ta chỉ là tên nghèo hèn, trong thẻ không có tiền nên mới giở trò trên máy quét. Tống tổng, bây giờ tôi sẽ đi sửa lại nó ngay. Còn ngây ra đó làm gì, quẹt thẻ. Quẹt thẻ thành công. Tống tổng, tôi có mắt không thấy núi Thái Sơn, tôi sai rồi. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi bị đuổi khỏi tập đoàn Khải Hoàn môn. Ngoài ra Giang Thành hay là Đại Hạ toàn bộ sẽ phong sát ngươi. Tống tổng, tôi trên có mẹ già, dưới có con thơ. Cút. Trần tiên sinh, hệ thống kinh doanh của Giang Thành trước giờ đến nay đều xuất hiện những con sâu này, đều trách Tống Hán Giang tôi vô năng, hết lần này đến lần khác làm phụ lòng ngài. Mong Trần tiên sinh tha tội, anh ấy rốt cuộc là ai chứ? Đến Tống Hán Giang cũng phải quỳ trước mặt. Được, được lắm. Tống Hán Giang, diễn một vở kịch hay đó. Người nghĩ ta sẽ tin sao? Người đâu? Đánh chết tên phế vật này cho ta. Ngoài ra, trên thế giới này không có người phụ nữ nào mà Tiêu Hùng ta không có được. Lục Tình, cơ thể được đó, để ta hưởng thụ đi. Tiêu Hùng, ngươi đang chán sống à? Chán sống sao? Tống Hán Giang, ngươi quên rồi à? Năm đó lúc ngươi lên Thượng Kinh đã quỳ 2 tiếng trước cửa nhà Tiêu gia ta, bố ta mới chịu gặp ngươi. Chỉ là Giang Thành, mảnh đất nghèo nàn này, ta thấy ai dám động vào Tiêu gia chúng ta. Lục Tình, ông đây đã tán cô lâu lắm rồi, cơm cũng mời ăn, xe cũng mua cho, cô không thích ta là vì tên tiểu tử này à? Tiêu Hùng, ngươi tôn trọng một chút. Tôn trọng à? Thứ tôn trọng mà cô nói là như vậy sao? Đứng im, cô dám động đây, ta sẽ cho cô biết như thế nào là tôn trọng đó. Tai của ta, ngươi đúng là to gan mà. Tai không chịu nghe lời, sao phải giữ lại làm trang sức chứ? Đúng là không biết trời cao đất dày mà. Thượng Kinh Tiêu gia, nghe cũng quen tai đó. Trần tiên sinh, bọn chúng là một trong cái dù bảo vệ cho bách tộc. Dâng trà. Gọi cho bố ngươi, bảo hắn bây giờ qua đây. Ngươi đúng là không biết trời cao đất dày mà. Thuận tiện, bảo hắn chuẩn bị một giải lụa trắng. Biết điều đó, ngươi cũng biết ngươi sắp chết rồi à? Còn biết chuẩn bị một giải lụa trắng. Bố à, bố qua đây đi.
có chuyện gì? Mày không biết là tao đang bàn chuyện với Giang thành chủ sao hả, con trai bố? Bị người ta chặt tay rồi. Cái gì? Chỉ là một mảnh đất Giang thành nhỏ bé, mà ai dám to gan vậy? Hắn còn nói, bố chuẩn bị một giải lụa trắng. Muốn ta chuẩn bị giải lụa trắng à? Được. Giang thành chủ, Giang thành. Đúng là mảnh đất thú vị mà. Bố ta sắp tới rồi. Cô vốn dĩ trở thành món đồ chơi của ta. Cho dù ta chơi chán rồi, tặng cô căn biệt thự thì cô cũng được tự do tự tại. Vậy mà bây giờ cô lại vì tên phế vật này mà chọc giận thần tiên. Thần tiên à? Một đám kiến cỏ mà cũng dám xưng là thần tiên. Tiêu gia gia chủ, Tiêu Liên Sơn tới. Tiêu Hùng, Tống huynh. Vậy là sao? Cậu còn nhớ ta từng nói với cậu không? Tống huynh à, Giang thành rốt cuộc có chuyện gì mà trong một ngày bách tộc đều bị tiêu diệt hết vậy? Cậu với ta là anh em. Ta nói cho cậu biết, gần đây ấy, làm gì cũng phải thận trọng một chút. Nếu không, đừng nói bách tộc, mà cả tiêu gia nhà cậu cũng không sống nổi. Không lẽ là nhân vật tầm cỡ kia sao? Vị nhân vật tầm cỡ kia đã cho cậu một cơ hội rồi, nhớ kỹ, phải trân quý. Tống huynh à, lời mà anh nói đương nhiên tôi nhớ, nhưng mà chuyện này không thể nhịn được. Nếu như để người đời biết tay con trai ta bị người khác chém đứt, người làm bố này lại làm con rùa rụt cổ, thì họ sẽ xem thường ta mất. Chuyện này không thể nhịn được nữa. Bố, bố đến rồi, chính là hắn. Hắn đã chém đứt tay con. Đã vậy, còn bảo bố đem giải lụa trắng tới. Yên tâm đi, chuyện của con hôm nay bố sẽ làm chủ. Bố à, tuyệt đối không được tha cho hắn, cùng với con tiện nhân kia nữa. Toi rồi, lần này toi thật rồi. Đúng là toi thật. Anh biết vậy, còn không mau chuồn đi. Không kịp rồi, đã biết không kịp thì anh không nên gây ra họa như vậy. Bây giờ bị tiêu thiếu gia nhắm vào rồi, tôi cũng chỉ trở thành người phụ nữ của hắn thôi. Ý của tôi là, loại trà này lá hơi non, không thể dùng nước sôi được. Đã đến lúc nào rồi mà anh vẫn còn tâm trạng để quan tâm độ nóng của trà hả? Ngoại trừ độ nóng ra, uống trà phải coi trọng thời gian ngâm trà cùng với lượng trà. Và Trần Diệp, độ nóng của trà bây giờ chắc là 90 độ rồi. Loại trà non này thích hợp nhất là 80 độ. Như vậy đi, cô giúp tôi cầm, tôi không muốn để lỡ lúc mà trà ngon nhất đâu. Đã đến nước nào rồi mà anh vẫn còn tâm trạng uống trà? Uống trà, chảm tiêu gia. Đủ rồi, trước khi tiêu gia quỳ xuống xin lỗi thì trà này sẽ không nguội. Ngươi, bố à, bố xem hắn ta khoa trương ghê chưa. Uống trà, chảm tiêu gia à? Ngươi nghĩ ngươi có bản lĩnh lắm sao? Được, được lắm, hôm nay ta muốn xem thử ngươi có bản lĩnh gì. Không thể nào, cả cái đại hạ này người có thể khống chế nắm đấm này vô cùng ít. Lụa trắng người có đem theo không? Ngươi chán sống, ta không muốn hỏi lần hai. Ngươi nghĩ ngươi biết chút võ công là không cần biết ông đây là ai à? Nếu không phải Ngô Vương suýt nữa tiêu diệt bách tộc nhỏ cỏ tận gốc, thế lực sau lưng bị liên lụy, tiêu gia ta phải dè dặt cẩn thận. Nếu không thì đối phó ngươi không chỉ có nắm đấm đâu, mà là vũ khí đó. Hóa ra là vậy. Vậy thì ngươi phải biết ta là ai chứ. Ngươi là ai thì kệ mẹ ngươi. Tiêu Liên Sơn, còn không mau dừng tay. Tống huynh, không cần anh phải cầu xin, cậu có biết ngài ấy là ai không? Hắn ta là ai? Chẳng qua chỉ là một con chó biết võ công thôi, có gì mà sợ. Ngươi đúng là hồ đồ rồi. Dùng cái não của ngươi mà suy nghĩ xem, cả cái Giang thành này còn có ai để Tống Hán Giang ta tôn kính vậy hả? Lão già Tống Hán Giang này đến thành chủ còn không coi ra gì, tên nhóc này không lẽ. Tống huynh à, anh đừng dọa tôi. Ta dọa ngươi à? Là ngươi từ đem tiêu ra đẩy xuống vực sâu rồi. Thượng kinh bách tộc, trước mặt ngài ấy còn không là cái thá gì, người sau lưng bách tộc cũng phải sợ hãi đó. Không lẽ hắn ta chính là người trấn áp bách tộc ở Vân Tiêu Sơn Trang sao? Nói nhiều, ngài ấy đã cho bách tộc một cơ hội cuối cùng, là ngươi không biết trân trọng, tự mình đẩy tiêu ra vào đống lửa rồi. Tôi cầu xin Ngô Vương mà. Nếu như lúc nãy ngươi bỏ tự tôn xuống cầu xin ta thì chắc vẫn còn con đường sống. Nhưng mà bây giờ Tiêu tiên sinh cũng nên làm gì đó đi chứ. Tạ Ngô Vương, tôi đã hiểu. Trà, độ nóng vừa đúng lúc, 80 độ. Bố à, chúng ta không thể tha cho hắn được. Nếu không, mặt mũi của tiêu gia chúng ta phải để đâu chứ. Câm miệng. Bố à, tên khốn này, cơ ngơi trăm năm của tiêu gia đã bị hủy rồi. Bố đang đùa gì vậy?
quỳ xuống. Cho đến khi nào ngài ấy tha thứ thì thôi. Nếu không, thì cứ quỳ cho đến khi chết thì thôi. Bố à, bố điên rồi sao? Ta bảo mày quỳ. Không hiểu ta nói gì sao? Rồi. Bố. Ngươi giết bố ta. Ta liều mạng với ngươi. Tống Hán Giang. Ngươi làm gì vậy? Ngươi vẫn chưa hiểu. Vì sao bố ngươi chết à? Ý gì đây? Ý gì à? Ngô Vương hạ lệnh muốn xóa sạch Giang Thành bách tộc, nhỏ cỏ tận gốc. Tiêu gia các ngươi chính là người đầu tiên đó. Ta đã cảnh cáo Tiêu gia các ngươi, vậy mà các ngươi lại không nghe. Giờ đừng hối hận. Ta không cứu nổi rồi. Tống Thúc à, ý của chú là... Là hắn sao? Đúng, chính là ngài ấy, với thực lực của Tiêu gia các ngươi. Chọc ai không chọc, mà lại chọc vào bầu trời Giang Thành. Bố ngươi treo cổ là vì muốn bảo vệ Tiêu gia. Bảo vệ ngươi đó có biết không? Còn không mau cút cút đi. Mình đã chọc phải bầu trời của Giang Thành rồi. Mình đã chọc phải bầu trời của Giang Thành rồi sao? Trần tiên sinh, để ngài chê cười rồi. Hắn ta là bầu trời của Giang Thành à? Vậy hắn không phải là Ngô Vương khiến cho Vân Tiêu Sơn Trang trùng khởi sao? Trần tiên sinh, Tiêu Hùng đã điên rồi. Chuyện còn lại cứ giao cho tôi xử lý. Được. Ngươi còn không mau cút khỏi Giang Thành. Vâng, tôi cút ngay. Đứng lại. Không hiểu quy tắc gì cả. Cảm ơn Ngô Vương. Cảm ơn Ngô Vương. Trần tiên sinh, xin dừng bước, còn chuyện gì sao? Trần tiên sinh, đây là bình rượu mà trước kia ngài đã để lại ở chỗ tôi. Tôi không có tư cách uống nên giao lại cho ngài. Trần Diệp, thật không ngờ anh chính là Ngô Vương, người hủy diệt bách tộc. Vậy mà Tô Mộc Thu, tại sao lại ly hôn anh chứ? Tính cách khác nhau, quan điểm khác nhau. Cũng đúng, hai người quá khác nhau rồi. À đúng rồi, buổi họp lớp này tổ chức ở Khải Hoàn Môn, nhất định là vì anh nhỉ. Đây không phải Lục Tình sao? Tôi cứ nghĩ hôm nay cô không đến cơ. Cùng với tên phế vật này nữa, đúng là đen đủi, bám đuôi lớp trưởng đến đây. Hà Vân, cô hiểu lầm rồi, anh ấy không đi theo tôi. Thân phận của anh ấy sao tôi dám chứ? Đủ rồi, lớp trưởng à, lớp chúng ta ai mà không biết cô rất lương thiện. Nhưng mà cô lương thiện như vậy, sẽ có người lợi dụng đó. Hà Vân, cô ăn nói cẩn thận chút, anh ấy chính là... Là gì, không phải cô định nói anh ta là nhân vật tầm cỡ gì đó chứ? Đúng rồi, Tô Tổng, tôi nhớ là, sau khi tốt nghiệp đại học, cô đã kết hôn với Trần Diệp. Sao thế, hôm nay không đến cùng nhau à? Hôm nay công ty tôi có chuyện nên đi trước. Sao thế, có vấn đề gì à? Tôi thấy không phải vậy, cô tới Khải Hoàn Môn này sớm hơn tên phế vật kia rất nhiều. Ly hôn rồi nên mới không đến cùng chứ gì. Không trả lời cũng không sao, theo tôi được biết lớp chúng ta sở dĩ được tổ chức ở Khải Hoàn Môn là vì trong lớp có một nhân vật tầm cỡ, nếu không phải người nhân vật tầm cỡ này thì chúng ta không có tư cách ở đây đâu. Mà tôi cũng đã có được tin tức, biết nhân vật tầm cỡ này là ai. Ai vậy? Tô Tổng, cô ly hôn nhanh như vậy chắc là cô cũng biết nhỉ. Hà Vân, tôi biết trong lớp có một nhân vật tầm cỡ, nhưng mà hình như chuyện này không liên quan đến tôi. Tô Tổng à, truy cầu phú quý thì có gì mà giấu giếm khổ vậy? Không phải cô muốn giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng cho tên phế vật này đó chứ? Tôi không hiểu cô đang nói gì. Theo tôi được biết, người nhân vật tầm cỡ này sở dĩ tổ chức buổi họp lớp này là vì cô, vì muốn nối lại tình xưa. Cô không nên đưa tên phế vật này tới. Cô xem hắn ta ăn mặc kia có xứng với các thành viên trong lớp chúng ta không? Còn không mau đi ra mua đồ đi. Không phải tôi đưa anh tiền để anh mua bộ đồ mà mặc à? Anh mặc như vậy vào buổi họp lớp là cố ý làm tôi mất mặt đúng không? Tô Tổng, thể diện của con người không phải dựa vào quần áo đâu. Cũng đúng, bây giờ có chỗ dựa rồi nên ăn nói cũng khác. Các vị bạn học, tôi đề nghị hôm nay chúng ta ăn cơm ở Khải Huyền Môn thì phải làm theo quy tắc ở đây. Hà Vân, ăn cơm mà cũng có quy tắc à? Đương nhiên rồi, ở đâu mà không có quy tắc, giới thượng lưu lại càng nhiều. Chỉ là có vài người sợ rằng cả đời này cũng không gặp được quy tắc này. Hôm nay chúng ta đến đây ăn đều nhờ vào phúc của vị nhân vật tầm cỡ kia. Nếu như ngài ấy chưa đến thì chúng ta cũng vẫn phải tuân theo. Hà Vân, Khải Huyền Môn rốt cuộc có quy tắc gì vậy? Phân cấp là sao nhỉ? Chia nhóm người ra thành nhiều cấp khác nhau. Mặc dù hôm nay chúng ta đều đến Khải Huyền Môn để ăn cơm, cùng là bạn học, học chung một trường, ai ai cũng từng cùng một đẳng cấp với nhau, nhưng mà bây giờ có cao có thấp không thể trộn lẫn vào nhau được. Người không cùng đẳng cấp không thể ngồi cùng bàn, tôi nói đúng không? Bạn học Trần ăn bám 3 năm này. Cái gì, muốn chia bàn à? Vậy thì tôi phải cùng bàn với vị nhân vật tầm cỡ kia đó.
Tôi cũng muốn ngồi cùng với nhân vật tầm cỡ kia, nhưng mà tôi không có cửa, chỉ cần đừng ngồi cùng Trần Diệp là được. Các vị bạn học, buổi họp lớp hôm nay do tôi chủ trì. Dựa theo quy tắc của Khải Huyền môn, bàn ăn được chia làm thiên địa huyền hoàng. Tài sản 100 vạn ngồi bàn hoàng, tài sản 1000 vạn ngồi bàn huyền, tài sản 100 triệu thì ngồi bàn địa, còn bàn thiên thì chưa bao giờ mở, vì người ngồi vào không chỉ là người giàu có, mà còn là người dưới một người, trên vạn người mới được. Tô tổng, dựa theo quy tắc của Khải Huyền môn, cô không có ý kiến gì chứ? Không có, có điều người này thì không thể ngồi cùng bàn với cô, bởi vì chúng ta chỉ được so tài sản cá nhân, không tính cả gia đình. Hà Vân, không cần phải như vậy đâu, nếu đã vậy thì Trần Diệp. Tô tổng, ta không có ý kiến, chỉ là ở đây chỉ có 3 bàn. Lúc nãy ta nói rồi, bàn được chia làm 4 loại, 100 vạn một bàn, 1000 vạn một bàn, 100 triệu một bàn. Vậy tài sản 1000 tỷ thì phải ngồi ở đâu? Trần Diệp, anh bị điên à? Đừng nói 1000 tỷ, rời khỏi Tô Mộc Thu, đến cứt chó anh còn không có mà ăn. 1000 tỷ cơ à, đến 100 tệ còn không có nữa là. Đúng vậy, tài sản 1000 tỷ à, tất cả mọi người ở đây cộng lại còn không đủ nữa là. Một người đàn ông lại chỉ biết nói khoác, thảo nào Tô tổng lại ly hôn với anh ta, bây giờ nghĩ lại Tô Mộc Thu đúng là đáng thương mà. Trần Diệp, anh đừng nói bậy. Tô tổng nghĩ ta không có cái năng lực đó à? Tôi biết anh rất thích thể hiện, nhưng mà về tiền bạc thì tôi là người hiểu rõ anh nhất đó. Tô tổng, không phải tôi muốn làm khó các vị, đó chỉ là quy tắc thôi, coi như trừng phạt vài người không biết trời cao đất dày cũng được. Ăn cơm ở Khải Huyền môn, phải kiểm tra tài sản. Hà tiểu thư, xin mời ngồi. Thật ngại quá các vị, tài sản tôi hơi nhiều, ngồi bàn địa nhá. Tô tổng, mời ngồi bàn này, bàn địa. Trần Diệp, nếu bây giờ anh chịu thua thì tôi còn giúp anh được. Tô tổng, cô Hà tất phải làm vậy, lát nữa nhân vật tầm cỡ kia đến mà vẫn thấy cô cứ dây dưa thế kia thì chả phải là. Tôi biết là con trai ra ngoài cần sĩ diện. Tô tổng, không cần đâu, chấp mê bất ngộ. Tiên sinh, mời kiểm tra. Tô tổng, kiểm tra đi, nếu như Tô tổng không ngại thì tôi sẽ quay video lại để cho các em của chúng ta nhìn thấy thế nào là người cố chấp. Kiểm tra cũng được thôi, nhưng mà ta nhớ Khải Huyền môn có một quy tắc, một khi mở bàn thiên thì tất cả mọi người phải cung kính với người đó. Ta đã nói rồi, bàn thiên chưa bao giờ mở cả. Hà Vân, mở đôi mắt chó của cô ra mà nhìn. Ta sẽ mở bàn thiên thôi. Giận rồi à, ta nói rồi mà, một tấm thẻ nhìn lạ hoắc. Đừng nói anh có 1000 tỷ, cho dù anh có 1000 tệ thôi thì Tô Mộc Thu đã không ly hôn với anh rồi. Anh mà có 100 triệu, lão nương sẽ quỳ xuống luôn. Xem đi, cô ấy kiểm tra xong còn không thèm nói luôn kìa. Mở bàn thiên, tất cả mọi người cúi đầu cung kính, thể hiện sự tôn trọng. Cái gì, mở bàn thiên à? Cô điên rồi sao? Mở bàn thiên à? Khải Huyền môn từ trước đến nay chưa từng mở bàn thiên cả. Tại sao hôm nay Khải Huyền môn lại hào phóng như vậy? Một nơi uy nghiêm hào hoa như thế này mà lại mở bàn thiên chỉ vì tên phế vật thôi sao? Tiểu thư, quy tắc mở bàn thiên là quy định được đề ra từ ban đầu của Khải Huyền môn. Cô không được nghị luận, bà đây cứ thích đó. Bà đây là hội viên của Khải Huyền môn, số lần ta đến đây còn nhiều hơn bữa cơm ngươi ăn đó. Ngồi cùng bàn với ta là đã bôi nhọ ta lắm rồi, chứ đừng nói cao hơn ta một bàn. Gọi quản lý của cô tới đây. Quản lý, anh tới đây đi. Có chuyện gì? Quản lý Mạt, tôi đến Khải Huyền môn nhiều lần như vậy, lần đầu tiên gặp anh đó. Vào chuyện chính luôn đi, phục vụ chỗ anh đúng là to gan, Mạt dám mở bàn thiên. Cái gì, mở bàn thiên à? Muốn mở bàn thiên tôi nhớ không chỉ cần có đủ tiền mà còn phải có thân phận đặc biệt nữa. Đến thành chủ Giang Thành đến cũng không ngồi được. Quản lý Mạt không lẽ vì một người phục vụ mà hủy đi danh tiếng sao? Sao lại có chuyện này, quy tắc của Khải Huyền môn không thể phá được, đưa thẻ ta xem. Quản lý Mạt, anh ấy đúng là có tư cách ngồi bàn thiên. Tư cách cái gì chứ? Yên tâm, ta sẽ kiểm tra kỹ. Sao rồi, quản lý Mạt, lần này tôi lập công lớn rồi nhỉ? Hay là anh tặng tôi một chai rượu quý hoặc thẻ hội viên cũng được. Lập công lao lớn à? Mở bàn thiên. Cái gì? Không cần rắc rối vậy đâu, có mở thì cũng chỉ có một mình ta ngồi. Nhưng mà Trần tiên sinh, bàn địa không xứng với ngài. Coi như là ta dùng thân phận tầm thường này ngồi với ai đó lần cuối cùng. Được, tôi hiểu rồi. Vậy nếu không có gì nữa tôi lui đây. Đợi đã, ta không muốn phá hoại quy tắc của Khải Huyền môn với tài sản của ta. Bọn họ chắc là được ngồi cùng bàn với ta chứ nhỉ? Đương nhiên là có thể rồi, người ngồi bàn thiên có thể ra lệnh cho bất cứ ai. Lục tiểu thư, mời. Tôi à? Không phải cậu thì là ai? Đừng nhìn nữa. Trần tiên sinh, nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi lui đây. Tiếp đãi cho tốt đó. Tên này nhất định có quan hệ với Khải Huyền môn, lát nữa coi ta xử lý ngươi ra sao. Buổi họp lớp hôm nay mặc dù là do nhân vật tầm cỡ kia tổ chức, thức ăn miễn phí nhưng rượu thì không. Hà Vân, có đáng không hả? Chỉ là vài chai rượu thôi mà. Tô tổng, cái này không phải là vấn đề của mấy chai rượu. Mặc dù lúc nãy quản lý mà kiểm tranh trong thẻ hắn có tiền, nhưng mà hắn có hay không cô là người rõ nhất mà. Ta không biết làm sao hắn ta mua chuộc được người của Khải Huyền môn, nhưng mà hôm nay ta nhất định sẽ phải vạch trần hắn ra. Hà Vân, cô đúng là quá đáng, ta thấy Hà Vân nói có lý. Anh nói gì vậy hả? Con người ta có 3 sở thích. Là gì? Uống trà, uống rượu, giết chó hoang. Trà tầm thường ta không uống, rượu tầm thường cũng vậy.
cái mà rượu tầm thường không uống hả? Trần Diệp, ngươi đúng là khoa trương mà. Ngươi có biết là loại rượu ngươi đang uống là rượu đặc biệt ở đây không? Ta thấy ngươi chắc chưa từng được uống rượu ngon rồi. Con người ta đúng là chưa từng uống rượu ngon gì, chỉ là lúc nãy ta lên đây được một người bạn tặng. Không biết là rượu này thì sao? Bạn ngươi thì tặng được gì cho ngươi chứ? Hà Vân, cô đúng là ếch ngồi đáy giếng, cô có biết là hôm nay ta sẽ cho con chó hoàng nhà cô ngửi mùi vị tuyệt mỹ trần gian. Nếm thì nếm thôi. Có điều hôm nay các bạn học đều có mặt hay là để mọi người cùng thưởng thức? Được thôi, nhớ thưởng thức cho kỹ vì cơ hội này thật sự không nhiều đâu. Rượu của Trần Diệp thì có gì ngon chứ? Hà Tổng, chúng tôi nghĩ vẫn nên đợi nhân vật tầm cỡ kia đến mời chúng tôi uống thì hơn. Trần Diệp, rượu này của ngươi sao lại tanh thế? Bạn học đều không chịu uống cũng không trách ta được. Tốt nhất cô nghĩ cho kỹ hậu quả nếu làm vậy. Chỉ là một bình rượu thôi mà hậu quả gì chứ? Đúng là có mùi tanh thật. Trần Diệp, rượu này là rượu gì vậy? Rượu có mùi máu đó. Cái gì? Trần Diệp, sao rượu này lại có mùi máu chứ? Sao thế, cậu không muốn uống à? Cậu là bạn tốt nhất của tôi, rượu mà cậu tặng có độc tôi cũng uống. Rượu ngon, tôi chưa bao giờ được nếm lại rượu như thế này. Đúng là tuyệt mỹ trần gian mà không thể tin được. Thật hay giả thế, vậy tôi cũng thử xem. Rượu này, mùi thơm vừa đủ. Cảm giác rất tuyệt. Loại rượu này tên là gì thế Trần Diệp? Huyết tử. Là huyết tử mà Vân Tiêu Sơn Trang ngâm sao? Trần Diệp, anh nói bậy gì thế? Rượu mà Vân Tiêu Sơn Trang ngâm, đó là rượu chí tôn đó, bởi vì bên ngoài vỏ rượu toàn là máu nên mới gọi vậy. Câu này anh không thể nói bậy được, cho dù là vị hôn thê của anh đến cũng không bảo vệ được đâu. Cô muốn tôi giải thích à? Mấy năm nay tôi giải thích cô có nghe lần nào không? Tô Mộc Thu, nếu như cô tin tôi một lần thì cô có phải đi tới nước này không? Tô gia nhà cô cũng không phải thê thảm vậy, anh bảo tôi làm sao tin anh? Vào cái này Vân Tiêu Sơn Trang trùng khởi, đến liên minh bách tộc Tống Hán Giang cũng chưa từng được uống qua. Trần Diệp, ngươi phải biết mạo danh huyết tử của Vân Tiêu Sơn Trang là tội chết đó. Bình thường ngươi nói khoác quen rồi, không sợ ai hết, nhưng mà hôm nay ở đây, ngươi chết chắc rồi. Ngươi phải biết, người mời chúng ta đến hôm nay là một nhân vật tầm cỡ, rất có hiểu biết về huyết tử đó. Không lẽ người Hà Vân nói là Hàn Dũng sao? Đúng là Hàn Dũng, tôi nghe nói là trong lúc còn đi học Hàn Dũng đã đến Bắc Cảnh, bây giờ lại về. Không lẽ anh ấy công thành danh toại rồi à? Nếu không phải Hàn Dũng công thành danh toại, thì sao chúng ta lại được mời đến Khải Huyền Môn để tham gia họp lớp chứ? Các vị, mọi người đoán đúng rồi đó. Chắc là có người không biết năm đó tại sao Hàn Dũng lại đến Bắc Cảnh, và cũng không biết tại sao hôm nay anh ấy lại tổ chức buổi họp lớp này. Đều là vì cô đó, Tô Mộc Thu. Từ sớm đã nghe nói, Hàn Dũng sau khi thất bại trong việc bày tỏ tình cảm tới Tô Mộc Thu, nên mới đi tới Bắc Cảnh. Không ngờ, mọi việc thay đổi theo thời gian, thiếu niên chăn ngựa quay về. Hàn Dũng bây giờ, Dũng quán tam quân, thiên hạ vô song, chả trách Trần Diệp hôm nay cứ đeo bám mãi, và đi tới nơi này, để kiếm chút thể diện, thật đáng tiếc. Nếu đối thủ là Hàn Dũng, vậy thì bây giờ ngươi chỉ có thể chịu thua thôi. Tô Mộc Thu, anh Dũng không cho tôi nói cho cô biết, thân phận hiện tại của anh ấy, là vì anh ấy muốn tạo bất ngờ cho cô, nếu như cô biết được rồi thì năm xưa đã sớm hối hận vì đã kết hôn với một tên vô dụng như Trần Diệp. Tôi thừa nhận, Trần Diệp bây giờ đúng là không bằng các vị đang ngồi ở đây, nhưng nếu như quay trở về ngày hôm đó thì tôi vẫn sẽ lựa chọn Trần Diệp. Đó là vì cô không nhìn thấy uy vũ hiện tại của anh Dũng, nhất Dũng Huy Tam Quân. Anh Dũng, cuối cùng thì anh cũng đã tới rồi. Căn cứ theo lời căn dặn của anh, các bạn học đều đã tới đủ rồi, vị trí cũng đã giữ riêng cho anh rồi, chính là ngồi bên cạnh Tô Mộc Thu. Đi đi đi. Mộc Thu, lâu rồi không gặp. Anh Dũng, anh đến thật đúng lúc. Có người làm giả huyết tử của Vân Tiêu Sơn Trang. Huyết tử của Vân Tiêu Sơn Trang, đó là quốc giáo. Làm giả huyết tử, đó chính là sỉ nhục chiến sĩ Bắc Cảnh. Người nào lại to gan như thế? Anh Dũng, chính là hắn. Dám to gan làm giả huyết tử, anh có biết cái giá phải trả là gì hay không? Vậy anh có biết, anh dám nói chuyện với tôi như thế, phải trả giá như thế nào không? Ai ra, anh có biết, Hàn Dũng là chiến thần Tân Tấn. Chiến thần, lợi hại lắm sao? Chiến thần mà anh cũng không biết, có chút thưởng thức không được hay sao? Người phụ nữ mà anh đeo bám, chẳng phải chính là chiến thần hay sao? Đại hạ rừng vàng biển bạc, chiến thần nhiều như lông bò, có gì hiếm thấy đâu? Có gì hiếm thấy ư? Cũng chỉ có một tên nhãi danh như anh mới có thể bốc phét lên cao như thế. Người Dũng quán tam quân, có thể không thích vật thế tục, tuy nhiên, dám to gan làm giả huyết tử, tội tru cửu tộc. Tôi có làm giả hay không? Anh thử là biết ngay. Tuy nhiên, e rằng huyết tử này, khư khư chiến thần cũng khó mà được uống tới đấy. Ngày Vương sư Bắc Định Trung Nguyên, khi thiên đao được phong vương, ta đã từng ở dưới sân khấu ngửi qua, rượu đó, liệt. Trong liệt đó lại mang mùi tanh của máu, trông giống như đích thân tới chiến trường xông pha vượt mọi chông gai. Anh Dũng, ngụy tạo huyết tử, đương chu. Tôi nói sai rồi ư? Anh đừng nhìn tôi như thế, tôi hoảng loạn, ngồi xuống, hắn ta sỉ nhục quốc tử, là, tôi bảo cô ngồi xuống. Các vị, khai tiệc đi, anh Dũng, bỏ qua dễ dàng như vậy ư? Rượu này rất có thể là rượu thật, tôi cũng đã từng ngửi thấy qua, chưa từng được thưởng thức qua, tên phế vật này, mau câm miệng lại, thân là chiến thần.
Thắng, tôi cũng phải thắng một cách quang minh lỗi lạc, cũng đúng, có ai biết có phải từ hắn ta pha chế mà ra. Nhưng mà anh Dũng, có một tin tốt lành muốn nói cho anh biết, Tô Mộc Thu bởi vì anh đã ly hôn với tên phế vật này rồi. Tên phế vật này vì muốn lấy lại sĩ diện cho mình, đoán chắc rằng chuyện gì hắn cũng có thể làm ra được. Kiểm tra một chút về huyết tử của Bắc Cảnh, không phải là chuyện gì khó khăn cả. Các vị, hôm nay mọi người cùng tụ họp về đây uống rượu trò chuyện, thật ra còn có một việc khác nữa. Việc gì vậy, Mộc Thu? Cây cao ngàn thước, lá rụng về cội, đất nuôi gỗ đỏ, hoa rơi bụi bùn, bây giờ trường xưa có học trò ở khắp thiên hạ, chúng ta tuy đã có bản lĩnh, nhưng cũng không thể chỉ quan tâm tự mình tận hưởng. Anh Dũng, tôi hiểu rồi. Các vị đang có mặt ở đây đều là nhân vật lớn của Giang Thành, bây giờ cũng là lúc chúng ta hồi báo lại trường xưa rồi. Anh nói có đúng không, Trần Diệp? Đúng, mà không đúng, người này nếu như không có lòng biết ơn, vậy thì chẳng khác gì xúc sinh cả. Nhưng mà, các ngươi nếu như muốn dùng việc này để đàn áp tôi, các ngươi đã tìm nhầm người rồi. Ai da, anh là cái thá gì chứ, đàn áp anh ư? Anh ở trong mắt của anh Dũng, ngay cả một hạt cát cũng không bằng, đào sẵn cho ngươi một cái hố, không ngờ ngươi lại nhảy xuống thật. Ngươi có quyền tặng ra được thứ gì chứ, có thể so được với anh Dũng hay sao? Trần Diệp, nếu như anh xấu hổ không lấy ra được, cũng có thể không quyên tặng. Việc trả ơn lại trường xưa là tự nguyện, nếu như bức ép thì tính chất đã bị thay đổi rồi. Lời này của anh nói rất đúng, tuy nhiên tôi khuyên anh vẫn là nên quyên tặng đi. Anh không cần sĩ diện, nhưng Tô Mộc Thu phải có sĩ diện đấy. Tô tổng, tôi quyên tặng hay không quyên tặng, có lẽ Tô tổng sẽ không bắt cóc đạo đức tôi đó chứ. Trần Diệp anh, hôm nay không phải là tôi không quyên tặng, chỉ là bất kỳ một vật nào mà tôi lấy ra quá nặng, trường xưa này của chúng ta không dám nhận. Ai do tên khốn nạn này, thật biết bốc phét đấy, không quyên tặng thì không quyên tặng, còn không dám nhận ư? Ai mà không biết, trường xưa của chúng ta là trường nổi tiếng cả trăm năm, đã từng cho ra biết bao danh nhân, anh là cái thá gì chứ? Ôi, không cần phải để tâm. Mộc Thu, hôm nay tôi sẽ để cho cô biết được, cô ly hôn là một lựa chọn chính xác biết bao nhiêu. Hàn Dũng, tôi và Trần Diệp ly hôn, không có bất kỳ can hệ gì tới anh cả. Tôi biết, cô cũng bởi vì sĩ diện, nhưng mà 3 năm trước tôi đã để mất một lần cơ hội rồi, hôm nay tôi sẽ không lầm lỡ nữa đâu. Tôi nói trước, tôi quyên tặng 10 chiếc xe chuyên chở học sinh cho trường xưa. Thật ngại quá, tôi trước đó đã không chuẩn bị trước. Trong thẻ này có 10 triệu, là tôi quyên tặng cho trường xưa. Tôi quyên tặng cái này. Bác Cảnh hành quân lệnh. Anh Dũng, đây là Bắc Cảnh hành quân lệnh. Hành quân lệnh này của anh so với xe chuyên chở học sinh của tôi và cả thẻ 10 triệu đó còn đắt giá hơn rất nhiều đấy. Sao anh lại có thể quyên tặng hành quân lệnh được? Đây là vinh dự cả đời của anh đấy. Cái này thì có gì mà không quyên tặng được đâu. Nam nhi chí tại tứ phương, bảo gia vệ quốc là lẽ đương nhiên. Bây giờ tôi đã xuất ngũ rồi, lệnh bài này đối với tôi mà nói, tuy là một chứng nhận thông hành trung thân, nhưng mà nếu như tôi đem nó quyên tặng cho trường xưa, chắc chắn có thể khích lệ hậu bối dũng cảm tiến về phía trước. Như thế quốc gia sẽ càng thêm lớn mạnh. Hay. Anh Dũng nói rất hay, Hàn Dũng thật rất có tình cảm, điều này so với những kẻ khi nãy chỉ biết ghê tởm người khác, mạnh hơn rất nhiều đấy. Chứ còn gì nữa, tôi cũng muốn xem thử hắn ta có thể quyên tặng ra được thứ gì. Trần Diệp, chẳng phải anh muốn quyên tặng hay sao? Hãy để cho chúng tôi nhìn xem anh có thể quyên tặng ra được thứ gì, khi nãy chẳng phải là rất ngông cuồng hay sao? Sao hả, bây giờ con chó không sủa nữa ư? Mà cũng đừng nói, Mộc Thu ngồi bên cạnh anh Dũng quả thực là rất xứng đôi đấy. Một thương gia, một chính trị gia, trai tài gái sắc. Hà Vân, cô đừng có ức hiếp người quá đáng. Tôi chính là ức hiếp người quá đáng đấy, hắn có thể làm gì được tôi nào? Đúng rồi, cả cô và Vũ Phạm nữa, hai tên phế vật các ngươi, khi nãy chỉ là cơ duyên hào hợp mà ngồi ở bàn này, bây giờ tôi cũng muốn xem thử hai người các ngươi, hai người quyên tặng thế nào. Hà Vân, cô đừng có làm quá đáng. Quyên tặng không phải là nghĩa vụ, cô đừng có bắt cóc đạo đức. Vũ Phạm, Trần Diệp, chúng ta đi. Đợi đã, ai nói là tôi không quyên tặng? Trần Diệp, đợi gì mà đợi chứ, chúng ta vốn dĩ là không có chuẩn bị, hơn nữa rượu mà Tống Hán Giang tặng cho anh đã bị đổ rồi. Nếu như không bị đổ, bình rượu đó của chúng ta còn có thể quyên tặng cho trường xưa, thì ra bình rượu đó là do Tống Hán Giang tặng à? Chả trách mà các ngươi lại có huyết tử, cái lão già Tống Hán Giang này thật là già rồi hoa mắt, không ngờ lại làm bạn với cái đám phế vật như các ngươi. Thì ra là Tống Hán Giang, chả trách anh lại có huyết tử, quả thực là tôi đã không chuẩn bị quà tặng, nhưng không phải là không có. Trần Diệp, anh tự gây mâu thuẫn ư? Không chuẩn bị quà thì anh tặng cái gì chứ? Chẳng lẽ anh ị một bãi trước mặt mọi người để tặng cho trường xưa ư? Vợ của anh à? Không, là vợ cũ của anh, tặng 10 triệu. Còn anh Dũng thì tặng chiến thần hành quân lệnh, càng là bảo vật vô giá. Trước tiên tạm thời không nói chiến thần hành quân lệnh này có phải là đồ thật hay không, cho dù là thật, tùy ý một vật trên người tôi cũng có thể vượt mặt được chiến thần hành quân lệnh này. Ôi trời, ha ha ha, mọi người nghe thấy rồi chứ, tên khờ này nói tùy ý một vật trên người cũng có thể vượt mặt được chiến thần hành quân lệnh. Tô Mộc Thu, cô hãy quản quản chồng cũ khờ khạo này của cô đi, chẳng lẽ hắn ta mới vừa được thả ra từ trong cánh xiếc hay sao? Trần Diệp, anh thật sự đủ rồi đấy. Tô tổng, tặng lễ vật cho trường xưa, mỗi một người đều công bằng, cho dù là cô cũng không thể tước đoạt cơ hội quyên tặng của tôi. Cơ hội ư? Đây mà là cơ hội hay sao? Đây rõ ràng là một cái hố, sao anh lại không hiểu vậy? Nếu như anh nhảy xuống, đừng nói là Tống Hán Giang, mà cho dù là nữ chiến thần cũng không thể giúp được anh. Tô tổng khẳng định chắc chắn là hôm nay tôi sẽ bị chôn trong cái hố này ư? Chẳng lẽ lại không ư? Hàn Dũng là chiến thần, anh cúi đầu, anh nhận sai không được hay sao? Không thể so sánh được với người khác mà anh cũng một mực so sánh hay sao? Thấp hơn người khác một bậc không hề sai, sai là sai ở chỗ anh thấp hơn người ta một bậc nhưng lại không thừa nhận. 3 năm qua, Trần Diệp giúp Tô tổng che mưa chắn gió ở nhà Tô gia, đương nhiên là không thể so sánh được, cũng bị Tô tổng cô xem thường, nhưng mà Trần Diệp đó đã chết rồi. Trần Diệp bây giờ là người mà các ngươi không thể với tới được, là Trần Diệp mà tất cả các ngươi cho dù có hợp lại với nhau cũng không thể nào so sánh được. Đem giấy bút tới đây. Thật nực cười,
cũng chỉ có hai tên phế vật các ngươi là đồng ý diễn kịch chung với hắn ta. Hà Vân, cô quả thực có tầm nhìn hạn hẹp. Chút nữa cô sẽ biết được, Hàn Dũng mà cô tâng bốc, ở trước mặt anh ấy chẳng là cái thá gì cả. Cô đây là muốn làm gì? Đề tử ư? Trần Diệp, chẳng lẽ anh thật sự tưởng mình chính là Vương Hy Chi hay sao? Anh còn nói gì mà, trong đời này có ba sở thích: uống trà, thưởng thức rượu, giết chó hoang. Tôi thấy anh đó chẳng qua chỉ là một thứ rác rưởi đến từ đường cống ngầm mà thôi. Cô có biết chó hoang vào thời điểm nào thì sủa lớn tiếng nhất hay không? Thời điểm nào khi bị đánh tới thê thảm nhất? Chẳng hạn như lúc này. Anh, Trần Diệp, nếu như anh là một đại thư pháp gia, viết vài chữ cũng không có gì đáng trách cả, nhưng mà nếu tôi nhớ không lầm thì lớp của chúng ta chỉ có anh là viết chữ xấu nhất. Đây chẳng phải là đang trả ơn trường xưa, mà là đang tạo tiếng xấu cho trường xưa đấy. Trần Diệp, trong thẻ này của tôi còn có 10 triệu, xem như là tôi quyên tặng thay anh vậy. Những chữ khác, Trần Diệp tôi đều viết không đẹp, nhưng duy nhất chữ này, Trần Diệp tôi đã khổ luyện suốt 20 năm, vì nó mà vỡ đầu máu chảy, vì nó mà vượt mọi chông gai, chiến đấu anh dũng và đẫm máu, xem cái chết nhẹ tựa lông hồng. Tôi sống vì chữ này. Tôi chết vì chữ này. Chữ này không ai có thể nhục mạ. Chữ này khí phách to lớn, bút mực như gió, nhiệt huyết như tên bắn, trăm năm không nguội lạnh. Trần Diệp, không thể ngờ là anh có thể viết được một tay hảo tự đấy. Cả đời này của tôi chỉ biết viết 4 chữ, một trong số đó là chữ quốc. Vậy 3 chữ còn lại thì sao? 3 chữ còn lại là tô, mộc, thu. Trần Diệp tôi dùng cả đời này đi học làm thế nào để viết tốt 3 chữ này. Còn tô tổng cô dùng 3 ngày để tôi quên đi. Không, không đúng. Chữ viết này dù có tốt đến mấy thì có tác dụng gì chứ? Chữ này của anh ngoài thị trường cũng bán mấy trăm ngàn. Chữ này của anh so với hành quân lệnh của anh Dũng hoàn toàn không thể nào so sánh được, chẳng đáng giá một xu. Đúng đúng đúng. Chữ này tuy rất tốt đấy, nhưng hành quân lệnh là vô giá, không biết thưởng thức. Anh nói cái gì? Tôi nói không biết thưởng thức. Hành quân lệnh vốn dĩ là bảo vật vô giá. Cái chữ rách nát này của anh, lão nương có tiền đấy. 100 bức, 1000 bức, tôi đều có thể mua được. Có tin là bây giờ tôi sẽ xé rách nó hay không? Cô có thể thử. Dừng tay. Dừng tay. Lão hiệu trưởng, lão hiệu trưởng, cuối cùng ông đã tới rồi. Nhân vật nổi tiếng nhất của trường chúng ta chính là lão hiệu trưởng rồi. Ông chính là thành chủ của Giang Thành chúng tôi đấy. Ta nghe nói Khải Tuyền môn hôm nay tổ chức họp mặt bạn cũ ở đây, nên đặc biệt tới xem qua. Họp mặt bạn cũ? Các ngươi tổ chức như thế này ư? Lão hiệu trưởng, không phải như thế đâu. Hôm nay chúng tôi vốn dĩ là muốn tổ chức tặng lễ vật cho trường xưa, mọi người đều đồng ý đưa ra thứ chân quý nhất của mình, nhưng lại có người một mực muốn ở đây sỉ nhục trường xưa, uống nước quên nguồn. Người này chán sống rồi. Trần Diệp, ngươi chết chắc rồi. Tiêu rồi. Lão hiệu trưởng lần đầu tiên nổi nóng là ai? Lão hiệu trưởng, một con chữ rách nát mà muốn đem ra so sánh với hành quân lệnh của anh Dũng, nếu như truyền ra ngoài, trường xưa cho ra một hạt giống hư hỏng như thế, chẳng phải là đang bêu xấu trường xưa còn gì. Lão hiệu trưởng, chuyện này tuyệt đối không được nhân nhượng. Tôi đề nghị ông nên phái Tuần Thiên vệ lập tức bắt giữ hắn ngay. Gan chó của ngươi lớn thật đấy. Chữ này rồng bay phượng múa, khí thôn sơn hà, vạn lý trường thành chỉ trong một con chữ. Chữ này là bảo vật vô giá. Cái này là ai viết thế? Chỉ là một chữ mà làm quá vậy. Cô hiểu cái gì? Chữ này nếu không lên trận giết địch, không ra ngoài tiền tuyến thì tuyệt đối không viết ra được. Chữ này có đẹp đến đâu thì cũng không thể so với hành quân lệnh của Dũng ca được. Lão hiệu trưởng à, thứ mà Hàn Dũng tặng là hành quân lệnh đó. Đại hạ ít ai có tài như vậy, lấy bắc cảnh làm vinh, coi hành quân lệnh là bảo vật vô giá để cho đời sau kính nể. Đúng đó lão hiệu trưởng. Trần Diệp, chữ của cậu mặc dù có ý nghĩa lớn lao, nhưng so với hành quân lệnh thì vẫn không bằng. Có gì nói nấy. Vậy thì không cần. Cái gì? Trần Diệp, anh nói cái gì vậy? Vẫn chưa từ bỏ à? Lão hiệu trưởng nói chữ của anh không bằng là đã nể mặt anh lắm rồi. Trên thực tế, chữ của anh không thể bằng hành quân lệnh thật. Một bức tranh đúng là khó so với hành quân lệnh, nhưng mà hành quân lệnh này là giả. Trần Diệp, đủ rồi đó, không phải đối thủ liền vu khống Dũng ca. Ta mà là đàn ông thì ta cũng thấy mất mặt dùng rồi. Hỗn xược, tôi đề nghị đá loại người như tên Trần Diệp này ra khỏi nhóm. Cái này nếu lão hiệu trưởng không đồng ý thì tôi, Hà Vân, tự nguyện rút ra khỏi nhóm của trường. Sau này tôi sẽ không tham gia tiệc tùng gì hết. Lão hiệu trưởng bảo vệ quốc uy, ai ai cũng có trách nhiệm. Triệu Vân Tiêu tôi cũng rút khỏi nhóm. Lão hiệu trưởng, ở cùng một trường với hắn tôi cảm thấy bị sỉ nhục. Xin lỗi, tôi cũng rút. Trần Diệp, anh đừng có nói bậy nữa. Tô tổng lại lo lắng dư thừa rồi. Trần Diệp, chữ của anh đúng là rất ưu tú, nhưng mà giữa những người ưu tú phải nên hiểu cho nhau mới đúng, chứ không phải chơi xấu lẫn nhau. Anh xem, Hàn Dũng có nói xấu anh câu nào đâu, hắn ta không có cái tư cách đó. Anh không lẽ anh muốn nhìn mọi người lần lượt rút hết ra khỏi nhóm sao? Vậy là Tô tổng đang nghĩ ta nên xin lỗi hắn sao? Tô Mộc Thu, thời gian ly hôn 1 tháng, ta thấy không cần nữa rồi. Tôi nói đúng là hơi nặng lời, nhưng mà cũng vì nghĩ cho anh, dám hỏi lão hiệu trưởng, giả tạo hành quân lệnh bắc cảnh thì có tội gì? Theo quy định bắc cảnh, kẻ ngụy tạo hành quân lệnh phải chết. Vậy dám hỏi lão hiệu trưởng, có từng thấy hành quân lệnh bắc cảnh này không? Hành quân lệnh của nam cảnh và tây cảnh thì lão phu đã nhìn thấy rồi, chỉ là hành quân lệnh của bắc cảnh
thì chưa nhìn thấy bao giờ, vì Bắc Cảnh không giống với ba nơi còn lại, hành quân chỉ nghe theo lệnh của một người. Vì thế căn bản không có hành quân lệnh. Bắc Cảnh căn bản không có hành quân lệnh. Cái gì? Không có hành quân lệnh à? Sao có thể chứ? Chỉ có lại người ngu ngốc như ngươi mới nói ra câu này. Hành quân đánh trận muốn quân đội dễ điều khiển thì phải có hành quân lệnh, ngươi nói không là không à? Ta nhớ ra rồi, Bắc Cảnh đúng là không có hành quân lệnh. Lão hiệu trưởng, ngài nói đùa à? Bắc Cảnh là một nơi vô cùng đặc biệt. Vì thế nơi đó không giống ba nơi còn lại, Bắc Cảnh hành quân chỉ nghe theo lệnh một người. Đó chính là Thiên Đao Ngô Vương trong truyền thuyết. Nói bậy, hành quân lệnh là vật bất ly thân của chiến thần. Lão hiệu trưởng chắc không biết rồi, hành quân lệnh được ngụy tạo ra này đúng là hiếm thấy mà phải cất giữ thôi. Ngươi nói bậy. Hàn Dũng, đây chính là hành quân lệnh mà ngươi muốn lấy về cho mẹ đó à? Trần Diệp, chuyện này rốt cuộc là sao thế? Hàn Dũng rõ ràng biết quy tắc, tại sao lại ngụy tạo hành quân lệnh để bị trừng phạt chứ? Có phải hắn ta căn bản không phải chiến thần không? Cái gì? Hắn ta căn bản không phải chiến thần? Cái gì? Trần Diệp, cơm có thể ăn bậy nhưng không được nói bậy đâu. Đúng vậy, Hàn Dũng chính là chiến thần, mặc dù không có hành quân lệnh. Làm giả một cái làm quà tặng cho mẹ mình thì sao? Đúng thì sao chứ? Tam quan không đứng đắn, không đáng để nói chuyện với ta. Ngươi, Hàn Dũng, cho ngươi 10 giây, giải thích đi. Trần Diệp, ngươi đúng là to gan, ta là chiến thần Bắc Cảnh đó, dựa vào đâu giải thích cho ngươi chứ? Lúc nãy, ngươi đã dùng 5 giây, ngươi, lại qua 2 giây rồi. Trần Diệp, ta biết ngươi là tên phế vật, Mộc Thu không thích ngươi, thì ngươi không cần phải ở đây ra vẻ nữa đâu. Ta có phải chiến thần hay không? Không tới lượt ngươi bình luận. Ngươi nghĩ ngươi là ai hả? Nếu không có Hàn Dũng thì chúng ta lấy đâu ra cơ hội đến Khải Huyền môn ăn? Trần Diệp, ngươi đừng có lấy oán báo ơn. Cho dù ngươi có nhiều tiền cũng không thể đến Khải Huyền môn được đâu. Được rồi Trần Diệp, đừng nói nữa. 3 năm nay không phải cô nghĩ tôi rất vô dụng sao? Hôm nay ta sẽ cho cô thấy thế nào là sức mạnh, là sự uy nghiêm đến đáng sợ của ta. Trần Diệp, anh cứ thích làm lớn chuyện lên vậy à? Như vậy với anh, với tôi ra đều không tốt. Anh nể mặt Hàn Dũng đã mời chúng ta đến Khải Huyền môn cũng được. Hắn ta không xứng để ta nể mặt, vì hắn chả là cái thá gì cả. Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì? Toi rồi, Hàn Dũng tức giận rồi, vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm đúng không? Dũng ca, anh cứ một nhát đâm chết hắn đi. Trần Diệp, ta với ngươi là bạn học, vốn dĩ định tha cho ngươi, vậy mà ngươi lại bôi nhọ Bắc Cảnh. Bây giờ ta cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi quỳ xuống, ta sẽ nể mặt Mộc Thu mà tha cho ngươi một mạng. Xin lỗi, nhỏ giờ ta chưa quỳ bao giờ, người khiến ta quỳ còn chưa sinh ra đâu. Hàn Dũng, hay là bỏ đi, tôi biết từ lúc còn học đại học anh đã không ưa gì Trần Diệp, nhưng mà dù sao chúng ta cũng là bạn học, hơn nữa Mộc Thu đã ly hôn rồi, cô ấy có thể tự do lựa chọn. Lục Tình, bớt ở đây tỏ ra vẻ người tốt đi. Sao thế, hắn ta không quỳ cô muốn quỳ à? Hàn Dũng, tôi nói vậy cũng vì muốn tốt cho anh thôi. Sao thế, cô cũng muốn nếm thử mùi vị thanh kiếm này à? Dũng ca, tính cách của Trần Diệp là như vậy, tôi quỳ thay anh ấy, mong anh tha cho Trần Diệp được không? Ninh Phàm, đúng là huynh đệ tình thâm mà, ngươi quỳ thay hắn chi bằng chết thay hắn đi. Tiếp chiếc con. Kiếm của Bắc Cảnh chỉ được dùng để hộ quốc, không được giết người vô cớ. Ngươi không xứng với nó. Kiếm chỉ dành cho người quân tử, lại tiểu nhân như ngươi dùng chỉ làm bẩn nó. Ta nói ngươi không xứng, tức là không xứng. Ngươi có phục chưa? Trần Diệp, thật không ngờ ngươi cũng biết võ công. Có điều ngươi lợi hại đến đâu cũng không thể mạo danh Ngô Vương được. Đó là tội chết đó, ngươi biết không? Trần Diệp có lợi hại đến đâu cũng không thể nào mạo danh Ngô Vương được, đó là tội không thể tha. Toi rồi, ăn một bữa cơm mà chúng ta đều bị liên lụy. Chuyện ngụy tạo hành quân lệnh là chuyện nhỏ, mạo danh Ngô Vương mới là chuyện lớn. Ta không có quen hắn đâu, hôm nay ta cũng không đến ăn cơm, ta đi đây. Tôi cũng vậy. Lão hiệu trưởng, mau đi đi, lát nữa Tuần Thiên Các đến, sợ rằng ngài cũng bị liên lụy đó. Lão hiệu trưởng, Trần Diệp ngươi không có gì thì ông cũng đi đi. Cái này thật ra vẫn còn một cách có thể chứng minh ngươi có phải là Ngô Vương hay không. Lão hiệu trưởng, là cách gì thế? Dựa theo tin tức của nội bộ Khải Huyền môn, Thiên Đao Ngô Vương hôm nay sẽ đến buổi họp lớp này. Cái gì? Cũng có thể nói trong những người chúng ta sẽ có một người là Thiên Đao Ngô Vương. Không lẽ? Tuyệt đối không thể là hắn, nhất định là Dũng ca. Lớp chúng ta còn ai chưa đến không? Hết rồi mà, để ta gọi điện hỏi người phụ trách của Khải Huyền môn. Cách này được đó, dù sao thì Thiên Đao Ngô Vương cũng là thân phận cao quý. Alo, gọi người phụ trách của các ngươi đến đây. Ta thấy Thiên Đao Ngô Vương căn bản không có ở đây, vì nếu có thì tại sao lại không ra mặt chứ? Người phụ trách tới. Xin hỏi cô có dặn dò gì không? Ta muốn biết buổi họp lớp ở Khải Huyền môn hôm nay là ai trong đây đặt thế. Cái này tôi cũng không biết. Ngươi cũng không biết à? Đang đùa ta chắc? Tôi chỉ biết là do một nữ tướng quân mặc chiến bào Bắc Cảnh đặt. Nữ tướng quân à? Được rồi, ngươi có thể cút, nghe thấy chưa? Là một vị nữ tướng quân thân mặc chiến bào đó. Vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là buổi họp lớp ở Khải Huyền môn này là Dũng ca đã đặt cho chúng ta. Cô nói bậy gì thế? Rõ ràng Hàn Dũng không hề biết gì, rõ ràng là Trần Diệp anh ấy, một tên phế vật như hắn ta mà xứng à? Dũng ca là chiến thần Bắc Cảnh cấp trên, nể tình anh ấy có công lao, giúp anh ấy đặt một chỗ thì có vấn đề gì không? Còn các ngươi chỉ là đồ nhà quê, làm gì biết đến mấy thứ này mà đặt. Còn cô nữa, Tô Mộc Thu, sau khi buổi họp lớp kết thúc, Tô gia nhà cô chắc là không còn ngóc đầu lên nổi đâu. Không đúng, người cứu mình là Thiên Đao Ngô Vương. Không lẽ thật sự là anh ta? Trần Diệp không? Chồng à, chồng. Tô tổng, cô gọi nhầm rồi, tôi không phải chồng gì cả, tôi chỉ là một tên phế vật bị cô vứt bỏ, sắp ly hôn với cô mà thôi. Không, ý của em là người hôm đó cứu em là anh. Chiến thần Mộ Thiên Kiều tới. Chúng ta người đi theo anh là chiến thần.
Được, Mộ Chiến Thần đã đích thân tới. Ai đó sắp bị vạch trần rồi, chính là cô ấy đã đặt bữa tiệc này, thấy chưa, tôi đoán gì đều đúng rồi đó. Mộ Chiến Thần, cảm ơn cô hôm nay đã chuẩn bị bữa tiệc này cho chúng tôi đúng là có phúc, có điều hôm nay có một tên phế vật cứ muốn phá hoại bữa tiệc này. Là ai dám gây chuyện ở bữa tiệc mà ta đặt, chính là hắn. Khoa trương ngông cuồng, còn nói cái gì mà chỉ có ba sở thích: ngâm trà, uống rượu, giết chó hoang gì đó. Mộ Chiến Thần, chúng tôi không quen người này. Đúng rồi Mộ Chiến Thần, chúng tôi đã thoát khỏi nhóm rồi, không có quan hệ gì với hắn, xin Mộ Chiến Thần đừng trừng phạt chúng tôi. Các ngươi. Mộ Chiến Thần, cô làm gì vậy? Thuộc hạ Mộ Thiên Kiều bái kiến Ngô Vương. Mộ Chiến Thần, cô nhầm rồi đúng không? Cô nói hắn chính là người trùng khởi Vân Tiêu Sơn Trang, Ngô Vương sao? Câm miệng lại cho ta, ở đây có chỗ cho ngươi nói à? Không thể nào, nếu như hắn là Ngô Vương thì Dũng ca, Hà Vân, cô đúng là có mắt không tròng. Bữa tiệc này, vốn dĩ Trần Diệp vì muốn gặp chúng ta nên mới đặt khải huyền môn, các ngươi đúng là ghê tởm mà. Mình biết Trần Diệp rất lợi hại, nhưng không ngờ anh ấy lại là Ngô Vương. Tiếc là Trần Diệp, cậu là Ngô Vương thật à? Ngô Vương, không, ta chỉ là người bạn học cùng trường 4 năm của các ngươi, là một người có trái tim thuần khiết, là một người muốn cống hiến cho trường cũ của mình. Vậy mà các ngươi lại nghĩ hết cách này đến cách khác chèn ép ta. Ta vốn dĩ muốn dùng thân phận bình thường để gặp các ngươi, nếu như các ngươi đối đãi bình thường thì hoan hỉ cùng nhau, nhưng mà các ngươi lại tìm mọi cách chèn ép ta. Tiếc là các ngươi lại không làm được. Ngô Vương hôm nay đến Khải Huyền Môn ngồi vào bàn thiên, chúng ta không có tư cách nói chuyện ngang hàng với ngài, còn không mau quỳ xuống tham kiến Ngô Vương. Trần Diệp, không, Ngô Vương, tôi sai rồi. Ngô Vương, chúng ta là bạn cùng lớp, học với nhau mấy năm, ngài tha cho chúng tôi đi. Ngô Vương, đều là cô ta mê hoặc chúng tôi. Ngô Vương, phải xử lý sao đây? Bọn chúng tìm mọi cách để cắt đứt quan hệ với ta, chỉ là loại rượu quý giá ở Khải Huyền Môn này chúng không có tư cách uống. Đã hiểu, đợi đã, vẫn còn một chuyện. Mộ Chiến Thần, Ngô Vương, tôi sai rồi, xin tha cho tôi đi mà. Ngụy Tạo Hành quân lệnh Bắc Cảnh, người đúng là to gan mà. Mộc Thu, nể tình chúng ta là bạn học, cô cầu xin giúp tôi đi, tôi lấy gì để giúp anh chứ, bản thân tôi còn lo không xong, người đâu, đưa đi. Mộc Thu, thả ta ra. Ngô Vương, Giang Thành bây giờ quá tệ rồi, nên làm gì đi? Đã hiểu. Trần Diệp, anh đợi chút, còn chuyện gì không? Tô Tổng có hơi mạo phạm rồi đó. Trần Diệp, chúng ta không thể nào nữa, đúng không? Tô Tổng nghĩ sao? Người cứu em lần trước là anh thật à? Nếu đã nói như vậy rồi thì Tô Tổng, tôi có thể hỏi cô một chuyện không? Anh cứ hỏi đi. Trong mắt Tô Tổng, lúc tôi cứu cô quan trọng hay là thân phận Ngô Vương của tôi quan trọng? Đều quan trọng. Không, đều không quan trọng. Cái gì? Cô đã từng là người mà tôi vô cùng thương yêu, nhưng mà cứu cô chỉ là trách nhiệm của tôi thôi, đổi lại người khác tôi cũng sẽ cứu. Vậy cái gì mới quan trọng? 3 năm nay, những gì tôi làm cho cô mới quan trọng, những gì tôi âm thầm chịu đựng mới quan trọng. Tôi không quan tâm thân phận của cô, chọn cách sống cùng cô tới cuối đời mới quan trọng. Nhưng mà Tô Tổng, cô căn bản không quan tâm những thứ này. Trần Diệp, Trần Diệp, em sai rồi, mọi thứ đều là lỗi của em. Mộc Thu, không phải con đi họp lớp sao? Sao về nhanh vậy? Đúng đó Tô Tổng, buổi họp lớp lần này ở Khải Huyền Môn đó, muốn vào được đó phải có thân phận rất cao quý. Cơ hội tốt như vậy, cô phải nắm bắt, làm quen vài ông chủ mới đúng chứ. Đúng đúng, đặc biệt là người đã đặt Khải Huyền Môn lần này, phải tìm mọi cách để lấy lòng người đó. Khải Huyền Môn là Trần Diệp đặt, cái gì? Mẹ, Trần Diệp là người đã cứu con, anh ấy cũng là người sau tấm màn, nhìn con cởi hết đồ, người bỏ hết tôn nghiêm, yêu con 3 năm nay, là con đã bỏ lỡ anh ấy. Sao có thể chứ, người mà con đến Vân Tiêu Sơn Trang gặp không phải Ngô Vương sao? Nó là Ngô Vương à? Không, tuyệt đối không thể nào. Mẹ, đến thành chủ cũng ở đó, bên cạnh anh ấy còn có cô gái luôn đi theo, cô ấy là Mộ Chiến Thần. Mộc Thu, chuyện này không thể bỏ qua như vậy. Không chỉ như vậy, mọi hợp đồng của Tô gia chúng ta hình như đều do anh ấy giúp, vậy thì càng không thể bỏ qua. Có chuyện gì vậy? Không lẽ Trần Diệp hối hận rồi? Ta biết mà, con gái ta đẹp như vậy, Đông Thành Tiêu gia từ chối hợp tác rồi. Sao có thể chứ, con từ Vân Tiêu Sơn Trang ra, Tiêu gia đã quỳ trước mặt con mới có được hợp đồng của Diệp gia chúng ta mà. Sao nữa vậy? Thượng Kinh Vân gia cũng ngừng hợp tác rồi. Không thể nào, cho dù ngừng hết mọi hợp tác thì Vân gia cũng sẽ không làm vậy đâu. Vân gia là người bạn thâm giao của chúng ta. Mẹ à, sao thế? Thật không thể tin là có ngày tất cả mọi người đã rời bỏ Tô gia hết rồi. Hóa ra mọi thứ đều là anh ấy cho con. Nước đẩy thuyền được,
thì cũng có thể nhấn chìm được. Tuyệt đối không thể để như vậy, mẹ à. Bây giờ không phải do con quyết định nữa rồi, tại sao không thể quyết định chứ? Một ngày là vợ chồng, cả đời là vợ chồng, ta không tin Trần Diệp lại nhẫn tâm như vậy. Mẹ à, không thể làm vậy, con gái, con phải vì Tô gia. Alo, giúp ta làm một chuyện. Cái gì, bảo ta cưỡng hiếp con gái bà à? Xong chuyện ta sẽ cho cậu 500 vạn. Thú vị đó. Có chuyện tốt như vậy thật à, đại ca? Tô Mộc Thu là chủ tịch của Tô gia đó, chủ tịch à. Chỉ cần là phụ nữ thì đều là đồ chơi của ta, tiền ta lấy, người ta cũng lấy nốt. Ta rất thích phim giả tình thật. Các ngươi là ai? Ra tay đi. Không phải chúng ta đã nói rồi sao, cậu lấy tiền giúp chúng tôi bắt cóc giả là được mà. Bắt cóc giả à? Ông đây là người hành tẩu giang hồ, chưa bao giờ làm giả cả. Cuộc đời ta chỉ có một câu nói, chơi phụ nữ trong thiên hạ chính là thú vui của ta. Đừng mà, con rể ta là người dưới một người trên vạn người đó. Dưới một người trên vạn người cơ à? Giang Thành chỉ có một ngọn núi, đó chính là Bất Bại Hồng Gia. Bà nghĩ bà nói vậy là ta tin à? Gọi điện cho hắn, ta muốn xem thử người con rể mà bà nói có bản lĩnh gì. Tôi đã nói rất rõ rồi, giữa chúng ta không còn gì nữa. Đừng có gọi, Trần Diệp, em biết là anh không muốn nói chuyện với em, nhưng mà em vẫn muốn nói với anh. Tối qua em đã nghĩ rất nhiều về những chuyện trước kia. 3 năm trước là Tô Mộc Thu em phụ lòng anh, em không hy vọng anh sẽ tha thứ cho em. Tô Tổng, cô như vậy chỉ làm mình mất giá thêm thôi. Cảm ơn anh đã ở bên cạnh em 3 năm. 3 năm nay là 3 năm hạnh phúc nhất cuộc đời em. Anh nhất định sẽ tìm được người tốt hơn. Mộc Thu, làm gì vậy hả? Tại sao không bảo nó đến giết ta đi? Giết cô à? Như vậy thì đơn giản quá. Không. Ngô Vương, có chuyện gì vậy? Tô Mộc Thu vừa mới gọi cho ta, nói chuyện hơi kỳ lạ, kiểu như đang tạm biệt vậy. Chúc mừng Ngô Vương đã có được tự do, không lo nghĩ nữa. Không đúng, đi kiểm tra xem Tô Mộc Thu đang ở đâu. Vâng, đã tra ra rồi. Sáng nay Tô Mộc Thu bị một nhóm người đưa đi, bây giờ đang ở nhà kho Giang Nam. Tô Mộc Thu, đệ nhất mỹ nhân Giang Thành, đúng là danh bất hư truyền. Tiếc là lại có một người chồng phế vật. Người đừng lại đây. Đừng vậy mà, bây giờ bảo ta đừng qua, lát nữa biết kỹ thuật của ta rồi lại thèm thuồng đó. Ngươi mà qua đây ta liều mạng với ngươi. Nào, đâm đi, chỗ này này. Tô Tổng, không dám giết người à? Tô Tổng, nếu như cô không dám làm người xấu thì cố mà hưởng thụ mùi vị bị người xấu giày vò đi, ta thà chết chứ không chịu đâu. Con rể Tô gia, ngươi chán sống rồi. Ngươi dám đánh ta, cả cái đất Giang Thành này ai mà không sợ Hồng gia? Ông đây là người của Hồng gia đó. Thông báo cho Tần Thiên Các xử lý cái xã hội hỗn loạn này, trừ hại cho dân đi. Vâng. Sao anh lại đến đây? Tô Tổng đừng nghĩ nhiều, trừ gian diệt ác là bổn phận của ta, không có tình cảm trong này. Sao anh lại đến đây? Tô Tổng đừng nghĩ nhiều, trừ gian diệt ác là bổn phận của ta, không có tình cảm trong này. Em hiểu, không có gì nữa thì ta đi đây. Đúng rồi, nhắc nhở Tô Tổng một câu, gần đây Giang Thành không thái bình, cẩn thận chút. Chuyện đã xử lý xong chưa? Diệp tiểu thư đến thật đúng lúc. Thời gian không chờ đợi ai, Diệp Khuynh Thành, tôi cả đời này chỉ có một niềm tin, đó chính là vì những thứ mà tôi thích, nỗ lực giành lấy, dù có được hay không cũng không tiếc nuối. Đúng là người có dũng có mưu, dám yêu dám hận, tôi thích cái tính cách này. Có điều Diệp tiểu thư, không lẽ không sợ gửi gắm sai người sao? Tôi không sợ, tôi tin vào mắt nhìn của mình và cũng tin lựa chọn của Diệp gia, càng tin con người của Trần tiên sinh. Nếu như đời này tôi gửi gắm sai thì cứ để vậy cũng được, vậy chúng ta đổi nơi khác nói chuyện đi. Nói đi, Diệp tiểu thư có điều kiện gì? Đây là hôn ước của tôi và anh. 20 năm trước, ông nội tôi và bố anh đã lập ra nó. Hôm nay đến là muốn nói chuyện với anh về chuyện này. 20 năm trước, lời của bố mẹ là phải nghe, đúng là chuyện đại sự. Nhưng mà bây giờ hôn ước chỉ là một tờ giấy. Diệp tiểu thư không cần phải nghiêm túc như vậy. Nếu như muốn bàn thì không cần đâu. Trần tiên sinh, tôi biết anh đang lo điều gì. Anh lo Diệp gia thân phận quá cao, anh không xứng. Nhưng mà anh yên tâm, người mà Diệp Khuynh Thành tôi thích sẽ không thua kém bất cứ ai. Anh là người có bản lĩnh, tôi tin có một ngày anh sẽ cá chép hóa rồng. Diệp tiểu thư tin Trần Diệp tôi sẽ làm được điều đó à? Đương nhiên rồi, ông nội tôi từng nói đã nhìn thấy bố anh ở Đông Hải. Diệp gia chúng tôi bắt tay với tứ đại gia tộc Thượng Kinh cùng nhau phát triển. Nhưng mà vào một đêm, ông nội tôi tận mắt nhìn thấy trên trời có 2 con mắt là nhật nguyệt huyền thiên, một tiếng sét vang động đất trời. Cũng chính vào đêm hôm đó, ông nội tôi đã nghe lời bố anh nên mới có Diệp gia ngày hôm nay. Bố tôi à? Cũng được, tôi muốn tới Thượng Kinh điều tra chuyện của Diệp gia. Xem ra Trần tiên sinh nói chuyện với tôi cũng rất hợp đúng không? Đây là, nếu như Trần tiên sinh không có ý kiến gì thì bắt đầu từ hôm nay chúng ta sẽ là vợ chồng của nhau. Được, tôi không có ý kiến.
Toi rồi, Diệp Khuynh Thành tới trước chúng ta rồi. Tôi vừa nhận được tin Diệp Khuynh Thành đã đến Giang Thành trước. Mau lên, nhanh nữa. Toi rồi, Diệp Khuynh Thành tới trước rồi. Tống Hiển Vi cũng đi. Thời gian gấp rút. Toi rồi, Diệp Khuynh Thành tới trước rồi. Diệp Khuynh Thành, cô dám giở trò với chúng tôi. Nhanh lên, nhanh nữa. Các người là, không cần phải diễn nữa, mọi người đều rất bận, chắc là anh đã gặp được Diệp Khuynh Thành, nên cũng biết, năm đó bốn trưởng bối của chúng tôi từng gặp mặt với bố của anh, lập ra hôn ước giữa anh và chúng tôi, hôm nay ba người chúng tôi đến để hủy hôn.